Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2301, cạm bẫy. Diệp Thần Phong điều chỉnh trong lòng cảm xúc. Lão Bạch cùng lão Hắc cảm ứng được bình thường chưa làm gì sai, hắn không có đem sự tình lập tức nói cho Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, để tránh khỏi hai người kia hoảng hồn. Trước mắt nếu như lập tức hướng về hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên ngoài đi, như vậy cũng là không thể thực hiện được. Phía ngoài Trình Cao Vinh cùng bao hướng lên trời đám người, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ cứ vậy rời đi, mà dùng Diệp Thần Phong bây giờ trạng thái, hắn cũng căn bản không phải Trình Cao Vinh các loại đối thủ của người. Để Diệp Thần Phong trong lòng nghi ngờ nhất, nơi này hỏa diễm ma ngư tại sao phải làm bộ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đâu này. Ngược lại, Diệp Thần Phong trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn thật giống đoán được một ít cái gì. Chẳng lẽ nói nơi này chính là một cái hỏa diễm ma ngư bố trí cạm bẫy sao? Tại Diệp Thần Phong trong lòng bốc lên loại ý nghĩ này thời điểm, lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm, ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, người đoán hẳn không có sai, phù không thành người tu luyện dài hạn bắt giữ hỏa diễm ma ngư, nơi này hỏa diễm ma ngư cũng không phải người ngu, lần này là chúng nó cố ý làm bộ tiến vào ngủ say, vì chính là hấp dẫn phù không thành người tu luyện tiến vào. Dĩ vãng hỏa diễm ma ngư là con mồi, lần này phù không thành người tu luyện biến thành con mồi, hỏa diễm ma ngư loại sinh vật này, chúng nó hẳn là muốn đi vào ngủ say, phù không thành người tu luyện khẳng định cũng biết hỏa diễm ma ngư cái này tập tính, cho nên lần này phù không thành người tu luyện mới sẽ tới nơi này tìm tòi hư thực. Lão Hắc suy đoán cùng Diệp Thần Phong cơ bản tương đồng, bởi vì nơi này hỏa diễm ma ngư toàn bộ làm bộ tiến vào ngủ say. Diệp Thần Phong căn bản cảm giác không ra chúng nó trong cơ thể khí thế. Bây giờ đi ra ngoài Trình Cao Vinh cùng bao hướng lên trời đám người cũng sẽ không khiến bọn hắn rời đi, như vậy chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong đi rồi lại nói, hơn nữa Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại là toát ra một cái ý nghĩ. Diệp Thần Phong không chút biến sắc liếc mắt nhìn Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, ra hiệu này đôi tỷ đệ tiếp tục càng hắn đi vào bên trong. Này đôi tỷ đệ hiện tại cho rằng hỏa diễm ma ngư toàn bộ tiến vào ngủ say, hai người bọn họ yên tâm không ít, không có lúc trước loại kia căng thẳng cùng cảm giác bất an rồi. Càng đi hỏa diễm ma ngư trong hang ổ mặt đi. Bên trong càng là bốn phương thông suốt, xuất hiện từng cái bất đồng chỗ rẽ. Từng cái chỗ rẽ đều là một cái bất đồng thông đạo, mà hai bên trên vách đá lỗ thủng khổng lồ khẩu cũng càng phát dày đặc. Từng cái dáng dấp làm người ta sợ hãi to lớn hỏa diễm ma ngư, toàn bộ xuyên ở những này lỗ thủng khẩu bên trong. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng không biết hỏa diễm ma ngư là giả trang ngủ say, cho nên hai người bọn họ không có biến hóa quá lớn. Mà Diệp Thần Phong thì là càng ngày càng trở nên cẩn thận. Vạn nhất những ngọn lửa này ma ngư toàn bộ không đang làm bộ ngủ say, hắn bây giờ còn là không cách nào tiến vào hỗn độn nhẫn. Chỉ có thể từ hỗn độn trong chiếc nhẫn đem vật phẩm lấy ra. Cũng may những ngọn lửa này ma ngư nhưng vẫn là tiếp tục làm bộ, hẳn là chúng nó muốn thả dây dài câu cá lớn. Diệp Thần Phong ba người tại hỏa diễm ma trong mắt cá chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Mà ở Diệp Thần Phong bọn hắn không ngừng tại bốn phương thông suốt hỏa diễm ma ngư xào huyệt trong nghề lúc đi. Bên ngoài, phù không thành to lớn linh trên thuyền. Ba thành chủ Trình Cao Vinh an ổn ngồi xuống ghế, mà bao hướng lên trời nhưng là đứng ở Trình Cao Vinh bên cạnh. Chỉ thấy tại trước mặt bọn họ trong không khí, bỗng dưng hiện ra hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên trong cảnh tượng. Bao hướng lên trời để Diệp Thần Phong bọn hắn đeo tại ngực. Khẩu quần áo tinh thể, cái kia là có thể lan truyền hình ảnh một loại vật phẩm. Thông qua trước mặt hiện ra hình ảnh, nhìn thấy trong đó hỏa diễm ma ngư thật sự toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say. Bao hướng lên trời đám người lập tức trở nên vẻ mặt kích động, liền ngay cả vững như Thái Sơn Trình Cao Vinh, khóe miệng hắn cũng hiện lên nụ cười thỏa mãn. Bước đầu đoán chừng ở cái này xào huyệt bên trong, e sợ tối thiểu có mấy ngàn đầu hỏa diễm ma ngư. Bây giờ mê chi bên trong không gian tài nguyên là càng ngày càng ít, hỏa diễm ma ngư thân trên cơ hồ tất cả đồ vật, toàn bộ đều là đối người tu luyện có tác dụng, liền ngay cả hỏa diễm ma ngư thịt, người tu luyện thực dụng. Đồng dạng là có thể chậm rãi tăng lên trong cơ thể linh khí. Nếu như có thể một cái bắt lấy mấy ngàn đầu hỏa diễm ma ngư mang về, như vậy có thể vừa giải phù không thành khẩn cấp rồi. Lại nói tại mê chi bên trong không gian, nhưng cũng không chỉ nơi này hỏa diễm ma ngư xào huyệt,
cho nên Trình Cao Vinh đám người cũng không lo lắng hỏa diễm ma ngư sẽ ở mê chi bên trong không gian tuyệt diệt. Bao hướng lên trời cung kính đối với Trình Cao Vinh mở miệng nói, ba thành chủ, chúng ta có phải không có thể tiến vào bên trong? Nơi này hỏa diễm ma ngư hẳn là trong trạng thái mê man. Về phần ba cái kia mồi câu, không biết ba thành chủ có tính toán gì. Nơi này chân chính làm chủ người chính là Trình Cao Vinh, cho nên bao hướng lên trời gặp đến bất cứ chuyện gì, hắn cũng không dám đi tự ý làm chủ. Trình Cao Vinh gật đầu nói, chúng ta bây giờ liền tiến vào bên trong, ba cái kia mồi câu đối chúng ta mà nói đã vô dụng, bọn hắn liền một điểm tu vi cũng không có, quản sống chết của bọn họ làm gì. Liền để cho bọn họ ở lại hỏa diễm ma ngư trong hang ổ tự sinh tự diệt đi. Vậy cũng là bọn hắn kết quả tốt nhất rồi. Tại dứt tiếng sau, Trình Cao Vinh trước tiên hướng về cửa vào đạp không mà đi, bao hướng lên trời các loại còn lại người tu luyện. Bọn họ là theo sát phía sau. Tại Trình Cao Vinh mấy người cũng chuẩn bị tiến vào hỏa diễm ma ngư lão. Tổ thời điểm, Diệp Thần Phong, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông là càng đi càng sâu rồi. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trước đó bởi vì biết được hỏa diễm ma ngư là giả trang ngủ say, này làm cho hắn đã quên thanh ngực. Khẩu quần áo tinh thể đem xuống rồi, hắn đương nhiên cũng biết loại tinh thể này có tác dụng. Hắn lập tức đem tinh thể lấy xuống ném vào trên mặt đất, một bên Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng lập tức đi theo làm. Lại đi thời gian lâu như vậy sau. Chu vi trên vách đá lỗ thủng khổng lồ khẩu trong chớp mắt biến thiếu, lại rẽ quá rồi một chỗ ngoặt sau đó trước mặt lại xuất hiện hai cái chỗ rẽ, trong đó một cái chỗ rẽ là một con đường chết, được một mặt vách đá cho ngăn trở rồi. Tại đây hai cái chỗ rẽ hai bên trên vách đá đều không có to lớn lỗ thủng miệng. Cũng chính là không có hỏa diễm ma ngư rồi. Diệp Thần Phong lập tức đi vào cái kia con đường chết bên trong, hắn đi tới tử lộ tận dưới đáy, này làm cho Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông vô cùng không rõ. Mà Diệp Thần Phong hiện tại cũng không có thời gian dư thừa giải thích, hắn biết chỉ cần Trình Cao Vinh đám người thâm nhập lão. Tổ bên trong, nơi này hỏa diễm ma ngư lập tức hội không lại làm bộ ngủ say. Diệp Thần Phong nói, hai người các ngươi trước tiên không nên hỏi bất cứ vấn đề gì, đứng ở một bên là được rồi. Bởi vì chỉ là không thể đủ tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn, từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy đồ vật là có thể, cho nên Diệp Thần Phong lập tức từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra từng khối thiên phẩm linh thạch. Hắn lập tức dùng thiên phẩm linh thạch trên mặt đất bố trí trận pháp, bởi vì hắn bây giờ trận pháp trình độ đến tông sư cấp bậc rồi, hắn bố trí trận pháp là cực kỳ nước chảy mây trôi. Tại Diệp Thần Phong nhanh chóng bố trí trận pháp thời điểm. Âm âm, âm âm, âm âm. Thanh âm, đột nhiên ở trong không khí không ngừng vang vọng ra. Từng đạo quái lạ sắc bén tiếng kêu ré, không ngừng ở trong không khí vang lên. Loại thanh âm này hẳn là tới từ ở hỏa diễm ma ngư, nơi này hỏa diễm ma ngư toàn bộ không lại làm bộ ngủ say. Chương 2302, nên tăng lên toàn bộ hỏa diễm ma ngư xào huyệt cũng rung động chuyển động. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông khi nghe đến loại này tiếng kêu ré sau đó hai người bọn họ lập tức lại trở nên sốt sắng lên, bọn hắn cũng hẳn là biết đạo hỏa diễm ma ngư thanh âm là như thế nào, bọn hắn biết nơi này hỏa diễm ma ngư hẳn là toàn bộ đã tỉnh lại, nhưng vừa vặn những hỏa diễm ma ngư không phải trả trong trạng thái mê man đấy sao. Trong lúc nhất thời, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông hoàn toàn không biết làm sao rồi, bọn hắn đã là thâm nhập hỏa diễm ma ngư lão. Tổ rồi. Bây giờ hỏa diễm ma ngư toàn bộ tỉnh lại, bọn hắn muốn từ nơi này an toàn ra ngoài căn bản là không thể nào, tại đây nơi xào huyệt bên trong, tuyệt đối có thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh hỏa diễm ma ngư, mà ba người bọn họ là chắc chắn phải chết được rồi. Tiếng kêu ré khoảng cách Diệp Thần Phong bọn hắn bên này càng ngày càng gần, hẳn là có hỏa diễm ma ngư tại chiều bên này tới gần. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi, hai người bọn họ trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng. Mà Diệp Thần Phong nhưng là nhanh chóng bố trí trận pháp, may là hắn bây giờ trận pháp trình độ thâm hậu, cho dù bên trong thân thể không có linh khí, hắn cũng có thể đơn giản bố trí suốt một ít trận pháp đến rồi. Diệp Thần Phong đám người lòng bàn chân mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, Tào Vân Vi nhìn xem Diệp Thần Phong, thấp giọng nói, là chúng ta làm hại ngươi đồng thời chết ở chỗ này, nếu có kiếp sau, ta Tào Vân Vi nhất định sẽ hồi báo ngươi. Tại Tào Vân Vi dứt tiếng sau. Chỉ thấy Diệp Thần Phong cánh tay nhanh chóng cuồng múa, từ trên mặt đất trong trận pháp lóe lên ánh sáng đến,
trong miệng thấp giọng nói, mở. Trên mặt đất trận pháp trong nháy mắt mở ra. Tại đem trận pháp mở ra sau đó Diệp Thần Phong quay đầu đối với Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, nói, ta nói rồi hội bảo vệ các ngươi tỷ đệ an toàn, như vậy ta liền hội nói được là làm được, yên tâm đi. Không có chuyện gì. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông bỗng nhiên nín thở, bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái to lớn hỏa diễm ma ngư tiến vào này tử lộ bên trong. Này to lớn hỏa diễm ma ngư cả người màu đỏ thắm, sắc bén hàm răng khiến người ta không rét mà run, con mắt của nó cũng là màu đỏ. Từ nơi này đầu hỏa diễm ma ngư trên người tản ra khí thế mạnh mẽ, này hỏa diễm ma ngư tối thiểu có thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực. Tại Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cho rằng này hỏa diễm ma ngư yếu công kích bọn hắn thời điểm, chỉ thấy này hỏa diễm ma ngư không có du đãng đến tử lộ dưới đáy. Chỉ là tại này con đường chết bên trong cảm ứng một phen sau đó nó lại du lan ra này con đường chết, hướng về một cái khác chỗ rẽ du đãng mà đi rồi. Đỡ lấy bên trong lại không ngừng có hỏa diễm ma ngư du đãng đến tử lộ bên trong cảm ứng, nhưng không có bất kỳ một cái hỏa diễm ma ngư đối Diệp Thần Phong bọn hắn phát động công kích. Này làm cho Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cực kỳ không rõ, bởi vì bọn họ tận mắt thấy hỏa diễm ma ngư du đãng đến trước mắt mình, những ngọn lửa này ma ngư làm sao lại không nhìn thẳng bọn hắn đâu này. Từ từ, du đãng đến này con đường chết bên trong hỏa diễm ma ngư càng ngày càng ít, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng chậm chậm buông lỏng thần kinh, ánh mắt của bọn họ lần thứ hai tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong vừa vặn trên mặt đất bố trí nhưng thật ra là một cái ẩn nấp trận pháp. Tại trong trận pháp người, có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng, thế nhưng tại trận pháp người bên ngoài hoặc sinh vật, bọn họ là không nhìn thấy trong trận pháp người. Cái này ẩn nấp trận pháp không những đem Diệp Thần Phong, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông thân thể ẩn nấp rơi mất, hơn nữa còn đem bọn hắn khí tức trên người toàn bộ giấu hết, cho nên hỏa diễm ma ngư căn bản không nhìn thấy bọn hắn, cũng không cảm giác được này con đường chết bên trong có bất kỳ khí tức tồn tại. Những ngọn lửa này ma ngư này mới sẽ đem Diệp Thần Phong, Tào Tiểu Đông cùng Tào Vân Vi cho không nhìn thẳng. Đối mặt Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông ánh mắt, Diệp Thần Phong thấp giọng nói, xuất hiện tại các ngươi có thể an tâm chứ. Ta bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, hỏa diễm ma ngư hẳn là không phát hiện được chúng ta. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng biết trận pháp sư, tại bây giờ phù không thành bên trong chỉ còn dư lại hai tên trận pháp sư rồi. Trận pháp này sư tại phù không thành là cực kỳ tôn quý, coi như là ba vị thành chủ đối với trận pháp sư cũng là cho mấy phần mặt mũi, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong rõ ràng vẫn là như thế tôn quý trận pháp sư. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trận pháp sư, cho dù trước đó bởi vì chính mình cha mẹ, bọn hắn chả ở tại phù không thành thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là xa xa từng thấy trận pháp sư, bọn hắn căn bản là dựa vào không tới gần. Phù không thành kia trận pháp sư nhưng cũng là cao cao tại thượng. Tào Tiểu Đông đối Diệp Thần Phong là càng thêm sùng kính rồi, 30 tuổi địa thần cảnh cường giả đã đủ ghê gớm rồi, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại vẫn sẽ là tôn quý như thế trận pháp sư. Hắn nói chuyện cũng biến thành cung kính mấy phần, Diệp đại ca, ta có thể cùng ngươi học tập trận pháp sao? Ta còn có thể bước lên con đường tu luyện sao? Nghe được Tào Tiểu Đông lời nói, Tào Vân Vi lập tức đôi mắt đẹp ngưng lại, quát lên, Tiểu Đông. Ngươi nói nhăng gì đấy? Trận pháp là theo liền có thể truyền thụ cho ngươi sao? Lại nói chúng ta đều phục dụng trường sinh thảo, trong cơ thể cả đời đều không thể ngưng tụ linh khí. Tào Tiểu Đông sắc mặt lờ mờ một mảnh, trong lòng của hắn tràn đầy thất vọng. Diệp Thần Phong cười nói, trận pháp không cái gì không thể truyền thụ, lại nói ta cũng biết các ngươi phục dụng trường sinh thảo kéo dài tuổi thọ, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi trừ đi trường sinh thảo tác dụng phụ. Đợi ly khai nơi này sau đó Tiểu Đông ngươi muốn cái gì thời điểm học tập trận pháp? Ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Chỉ là truyền thụ một ít trận pháp mà thôi, đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản không phải sự tình, hắn đối này tỷ đệ hai vẫn rất có hảo cảm. Phụ cận động tính hơi chút tiểu xuống, đều là ở lại bên trong trận pháp cũng không phải biện pháp, Diệp Thần Phong đối với Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, nói ra, hai người các ngươi ở lại trong trận pháp. Ghi nhớ kỹ nhất định không thể đi ra bên trong trận pháp, ta trước tiên đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống. Tại dặn dò một phen sau, Diệp Thần Phong liền thận trọng đi ra trận pháp, lấy hắn bây giờ tình huống, gặp phải thực lực mạnh mẽ hỏa diễm ma ngư, hắn tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo, cho nên hắn không thể không cẩn thận một ít.
Đi ra này con đường chết, sau đó Diệp Thần Phong hướng về ban đầu đường trở về, trên vách đá từng cái lỗ thủng khổng lồ trong, không có bất kỳ một cái hỏa diễm ma ngư rồi, những hỏa diễm ma ngư hẳn là toàn bộ từ trong lỗ thủng đi ra. Lại thận trọng đi rồi một lúc sau, Diệp Thần Phong nhìn thấy trên mặt đất nằm từng bộ hỏa diễm ma ngư thi. Thể, đương nhiên còn có một chút phù không thành người tu luyện thi. Thể, bốn phía mặt đất cùng vách núi bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Vừa vặn ở nơi này hẳn là bạo phát một trận chiến đấu. Diệp Thần Phong đi tới một cái hỏa diễm ma ngư thi. Thể bên, hắn có thể cảm nhận được hỏa diễm ma ngư thi. Trong cơ thể ẩn chứa hỏa nhiệt năng lượng, tại cảm nhận được hỏa nhiệt năng lượng sau, hắn bên trong đan điền thanh viêm cũng lập tức trở nên xuẩn xuẩn dục động. Thanh viêm nhiệt độ có thể có rất lâu không hề tăng lên rồi. Xem ra hôm nay là thời điểm tăng lên một chút, ngọn lửa này ma ngư thuộc về hỏa thuộc tính. Hẳn là có thể tăng lên thanh viêm nhiệt độ, nếu như đem thanh viêm nhiệt độ tăng lên, như vậy Diệp Thần Phong cho dù gân mạch không có khôi phục, hắn cũng có tự vệ thủ đoạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2303, truy sát. Hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên trong. Chính là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tại cảm thấy được hỏa diễm ma sát cá, có thể dùng để tăng lên thanh viêm nhiệt độ sau. Diệp Thần Phong liền bắt đầu không ngừng để thanh viêm, đốt cháy trên mặt đất từng bộ hỏa diễm ma ngư thi thể. Lần này tiến vào xào huyệt phù không thành người tu luyện, tốt xấu cũng có hơn 50 người, thực lực đều là trên đất thần cảnh đến thiên thần cảnh trong lúc đó, huống chi ba thành chủ Trình Cao Vinh thực lực còn tại thần vương cảnh trung kỳ. Trên mặt đất chết đi hỏa diễm ma ngư, thực lực đều tại hóa thần cảnh đến thiên thần cảnh trong lúc đó, toàn bộ xào huyệt có mấy ngàn đầu hỏa diễm ma ngư. Có thể nói hỏa diễm ma ngư tử vong số lượng cũng là phi thường khổng lồ, mỗi đi qua một đoạn đường liền có thể xem đến mặt đất trên có hỏa diễm ma xác cá rồi. Diệp Thần Phong bây giờ chỗ ở trong thông đạo có vẻ yên tĩnh, vừa nãy hẳn là ở nơi này bạo phát một trận chiến đấu sau đó chiến trường lại rời đi, cho nên Diệp Thần Phong năng lực như thế nhẹ nhõm để thanh viêm cắn nuốt hỏa diễm ma xác cá. Theo thanh viêm không ngừng cắn nuốt từng bộ hỏa diễm ma ngư thi thể. Những ngọn lửa này ma ngư trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng phi thường mạnh mẽ, làm cho thanh viêm nhiệt độ là liên tục tăng lên, nguyên bản thanh viêm có thể thả ra nhiệt độ cũng không phải là rất mạnh, cho nên mới phải tăng lên tốc độ cực nhanh. Đại thể tại cắn nuốt trên trăm đầu hóa thần cảnh đến thiên thần cảnh hỏa diễm ma ngư thi thể sau đó thanh viêm nhiệt độ bước vào địa thần cảnh, có thể đốt cháy từ địa thần cảnh một tầng đỉnh phong người tu luyện rồi. Một đường tại bốn phương thông suốt trong thông đạo thận trọng đi tới. Trên mặt đất hỏa diễm ma xác cá nhiều vô cùng, này ngược lại cũng đúng là thành toàn thanh viêm tăng lên rồi. Diệp Thần Phong một bên cảm ứng bốn phía gió thổi cỏ lay, một bên mang theo thanh viêm một đường quét ngang trên mặt đất hỏa diễm ma ngư thi thể. Nhiệt độ càng đi lên, tăng lên lại càng chậm chạp. Nhưng trong thông đạo hỏa diễm ma xác cá rất nhiều, đại đa số thiên thần cảnh hỏa diễm ma ngư, Diệp Thần Phong có thể thấy được đều là được một chiêu mất mạng. Giết chết những thiên thần này cảnh hỏa diễm ma ngư người, e sợ sẽ chỉ là ba thành chủ Trình Cao Vinh rồi, cũng chỉ có hắn mới có bực này chiến lực mạnh mẽ rồi. Đương nhiên trên mặt đất phù không thành người tu luyện thi thể cũng có không ít, Diệp Thần Phong bước đầu đoán chừng hắn đã thấy sắp 50 có phù không thành người tu luyện thi thể. Bây giờ còn sống phù không thành người tu luyện, hẳn là tại 5 người bên trong rồi. Đối với phù không thành người tu luyện chết sống, Diệp Thần Phong không có quá nhiều lưu ý. Hắn bây giờ là bức thiết muốn giúp thanh viêm tăng lên nhiệt độ. Theo một bộ thiên thần cảnh cùng địa thần cảnh hỏa diễm ma ngư thi thể bị thôn phệ, thanh viêm nhiệt độ dùng một loại đều phương diện tốc độ chướng. Bởi bây giờ thanh viêm đã sớm hình thành linh trí, hơn nữa Diệp Thần Phong nhục thân cũng có thể so sánh với thần tôn trung kỳ rồi. Tuy nói hắn hiện tại trong gân mạch không cách nào vận chuyển linh khí, thế nhưng hắn yếu trưởng khống nhiệt độ không ngừng tăng lên thanh viêm. Đây cũng là không có bất cứ vấn đề gì được rồi. Tại ước chừng lại cắn nuốt mấy trăm đầu hỏa diễm ma xác cá sau đó thanh viêm nhiệt độ rốt cục bước vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi, có thể mang thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ người tu luyện cho đốt cháy chết rồi. Liền ở Diệp Thần Phong muốn phải tiếp tục để thanh viêm thôn phệ thời điểm. Từ hắn bên phải một cái chỗ rẽ trong thông đạo, bỗng nhiên truyền đến hai luồng không giống cường độ khí thế, còn không chờ hắn có quá nhiều phản ứng. Một bóng người xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt,
đạo này xuất hiện bóng người không tựu là thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong bao hướng lên trời nha. Tại bao hướng lên trời nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, hắn cũng hơi sững sờ, hắn làm hiển nhiên là khiếp sợ Diệp Thần Phong rõ ràng còn chưa chết. Làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong bàn tay cháy hừng hực thanh viêm lúc, hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra này chính là thiên địa chi hỏa. Hơn nữa là nhiệt độ không thấp thiên địa chi hỏa, đây chính là bảo bối A-H. Bao hướng lên trời quát lớn, tiểu tử, ngươi lập tức lăn tới đây cho ta. Trong khi nói chuyện, bao hướng lên trời thủ trưởng hướng về Diệp Thần Phong tóm tới, mà khi hắn sắp bắt được Diệp Thần Phong thời điểm, từ chỗ rẽ trong thông đạo còn có một cổ khí thế cường đại đang nhanh chóng áp sát rồi, luồng khí thế này muốn so bao hướng lên trời mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu có thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ. Mắt thấy thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế đang nhanh chóng áp sát, bao hướng lên trời khuôn mặt lộ ra hoang mang, hắn không lo được đi tóm lấy Diệp Thần Phong rồi, bàn tay của hắn lập tức thu lại rồi. Hắn hướng về mặt khác một cái chỗ rẽ trong thông đạo lao đi rồi. Tại bao hướng lên trời đột nhiên thoát đi sau. Diệp Thần Phong cũng biết chắc là có thần vương cảnh hỏa diễm ma ngư đang đuổi giết bao hướng lên trời, hắn lập tức để thanh viêm bao vây lấy thân thể của hắn, để thanh viêm kéo hắn chạy vội. Thanh viêm mang theo hắn xông vào cùng bao hướng về ngược lại khác một con đường bên trong. Cũng may cái kia truy sát bao hướng lên trời hỏa diễm ma ngư, hẳn không có hướng về Diệp Thần Phong phương hướng đuổi theo. Thanh viêm kéo Diệp Thần Phong đi tới sau một tiếng. Diệp Thần Phong trước mắt tầm mắt bỗng nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa lên. Thanh viêm mang theo Diệp Thần Phong đi tới một chỗ rộng rãi không gian bên trong. Tại đây nơi không gian bốn phía, vừa vặn có hai cái thông đạo miệng, hẳn là có hai cái thông đạo cũng có thể đi về chỗ này không gian. Tại đây nơi không gian chính giữa giữa, có một cái thiên nhiên hình thành ao, ở trong đó là một loại màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm chất lỏng. Ngọn lửa này chất lỏng nhiệt độ vô cùng cao. Diệp Thần Phong bước đầu cảm ứng một thoáng, cái này thiên nhiên hình thành ao vô cùng sâu, trong đó tối thiểu yếu có mấy trăm mét. Tại Diệp Thần Phong vi vi trầm tư thời khắc, từ mặt khác một cái cửa thông đạo bên trong cũng lóe ra một bóng người. Này không phải là vừa vặn đào tẩu bao hướng lên trời ma. Nguyên lai hắn đào tẩu cái lối đi kia, cuối cùng cũng là đi về nơi này. Bao hướng lên trời không có lúc trước hốt hoảng, hắn hẳn là tạm thời lợi dụng có chút biện pháp, đem đuổi giết hắn cái kia hỏa diễm ma ngư cho bỏ rơi. Bao hướng về trời đang nhìn đến Diệp Thần Phong rõ ràng cũng trốn đến nơi này, khóe miệng hắn lập tức cười một tiếng nói, tiểu tử, lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy, không nghĩ tới trên người ngươi còn có thiên địa chi hỏa, rác rưởi kia trong tràng lại vẫn ẩn giấu đi nhân vật như ngươi. Bao hướng lên trời tiếp lấy lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc A-H. Trên người ngươi liền một tia khí thế cũng không có, thiên địa chi hỏa ở trong tay ngươi, sẽ chỉ là một khối khoai lang bỏng tay, hiện tại đem thiên địa chi hỏa ngoan ngoãn giao cho ta, như vậy ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Bây giờ thanh viêm nhiệt độ mới thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ, mà bao hướng lên trời có thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, muốn phải dựa vào thanh viêm giết chết bao hướng lên trời này là chuyện không thể nào. Diệp Thần Phong dư quang như ngừng lại bên cạnh cái kia thiên nhiên hình thành ao thượng, thân thể hắn lập tức nhảy vào ao bên trong. Tại nhảy vào ao trong nháy mắt, thanh viêm lập tức đem Diệp Thần Phong cho bao trùm rồi. Bao hướng về trời đang nhìn đến Diệp Thần Phong nhảy vào màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm trong chất lỏng sau, hắn chỉ hơi hơi sửng sốt mấy giây, thân ảnh của hắn cũng lập tức nhảy vào trong đó, mê chi bên trong không gian cũng không có thiên địa chi hỏa tồn tại. Cho nên Diệp Thần Phong trong tay thiên địa chi hỏa thanh viêm, đối bao hướng lên trời tuyệt đối có lực hấp dẫn cực lớn. Chương 2304, triệt để khôi phục. Nhảy vào thiên nhiên trong hồ Diệp Thần Phong. Toàn thân hắn nhất thời được một loại cực hạn thiêu đốt cảm giác vây quanh. Cũng may có bao quanh hắn thanh viêm phát huy tác dụng, thanh viêm nhiệt độ tuy chỉ có đến thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ, nhưng là cùng loại này tím ngọn lửa màu đỏ thuộc về đồng loại. Hỏa diễm cùng hỏa diễm ở giữa bài xích dù sao sẽ nhỏ rất nhiều, vị trí thanh viêm bao vây dưới, cứ việc vẫn cảm thấy được thiêu đốt khó chịu, nhưng tối thiểu tại Diệp Thần Phong trong phạm vi chịu đựng rồi. Được thanh viêm bao quanh Diệp Thần Phong, hắn một đường hướng về dưới đáy bơi đi, chỉ là một hội thời gian, hắn liền hướng dưới thâm nhập mấy chục mét rồi. Càng hướng xuống, màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm nhiệt độ lại càng cao. Nơi này tím ngọn lửa màu đỏ.
Thanh Viêm cũng hẳn là có thể dung hợp hấp thu, nhưng hôm nay Thanh Viêm phải chịu trách nhiệm bảo vệ Diệp Thần Phong, cho nên nó căn bản không có tinh lực đi dung hợp cùng hấp thu nơi này màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Thế rồi, đồng dạng nhảy vào nơi này bao hướng lên trời, hắn tại tiếp xúc được tím ngọn lửa màu đỏ dịch. Thế sau đó hắn lập tức đem trong gân mạch linh khí dòng sông thúc chuyển động, tại quanh thân hắn tạo thành một tầng linh khí bảo vệ, hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong truy đuổi mà đi. Nhưng mỗi đi xuống một mét, nhiệt độ liền tăng cao lợi hại, này làm cho bao hướng lên trời tốc độ là thả chậm lại, tại đây màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm trong chất lỏng, hắn khắp nơi hai mặt đều hứng chịu tới trình độ nhất định trở ngại. Tại Thanh Viêm kéo dưới, Diệp Thần Phong tại đây màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Trong cơ thể tốc độ, rõ ràng không kém bao hướng lên trời nhiều lắm. Hai người một truy một đuổi. Bọn hắn rất nhanh sẽ thâm nhập hơn 200 mét rồi. Nhiệt độ chung quanh đang điên cuồng hòa tan vào bao hướng lên trời linh khí chung quanh phòng hộ, này làm cho sắc mặt của hắn là triệt để khó coi xuống, hắn điên cuồng quát tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta. Được Thanh Viêm bao phủ Diệp Thần Phong, muốn so bao hướng lên trời bao sâu vào mười mấy thước, tình huống của hắn đồng dạng là không lạc quan. Tuy nói có Thanh Viêm bao vây, nhưng nơi này màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Thế, hắn nhiệt độ thật sự là vượt qua Thanh Viêm rất nhiều. Coi như là hỏa diễm ở giữa bài xích tính nhỏ, nhưng Diệp Thần Phong cũng có chút không thể chịu đựng rồi, dù sao hắn xuất hiện ở trong người nhưng là liền một tơ linh khí cũng không vận chuyển được. Nếu như Diệp Thần Phong gân mạch không có gãy vỡ, thực lực vẫn cứ nằm ở thần vương cảnh sơ kỳ lời nói, như vậy lấy thực lực của hắn lại tăng thêm Thanh Viêm bao vây, như vậy bực này nhiệt độ hẳn là còn chưa thể khiến hắn như thế nào. Chỉ thấy được Thanh Viêm bao phủ Diệp Thần Phong. Hắn cả người da thịt có sự khác biệt trình độ tổn thương, làn da của hắn đều biến đến đỏ bừng vô cùng, nhanh muốn biến thành đun sôi đâu tôm bự rồi, bờ môi của hắn cũng khô ráo cực kỳ, thậm chí bờ môi của hắn đều khô nứt mở ra, từng tia máu tươi từ hắn môi khô khốc bên trong tràn ra ngoài. Nghe được bao hướng lên trời gầm rú Diệp Thần Phong, hắn căn bản không có để ý tới ý của đối phương, lấy hắn tình huống bây giờ, nếu như cùng bao hướng lên trời trực tiếp va chạm lời nói. Như vậy hắn thật không phải là bao hướng lên trời đối thủ, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng về dưới đáy sâu. Vào, bao hướng lên trời cũng không có thiên địa chi hỏa bao vây, hắn truy tới đây đã là cực hạn, nếu như lại muốn đi xuống lời nói, như vậy chỉ sợ hắn liền muốn có nguy hiểm tính mạng rồi. Đồng dạng nhìn thấy được Thanh Viêm bao phủ Diệp Thần Phong. Dĩ nhiên có thể so với hắn trả sâu. Vào xa, này làm cho hắn đối Thanh Viêm là càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn chợt quát lên, tiểu tử, trừ phi ngươi cả đời đều trốn ở bên trong, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Nói xong, linh khí phòng hộ đang không ngừng hòa tan bao hướng lên trời, hắn hướng về mặt trên bơi đi rồi, hắn không nghĩ tại màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Trong cơ thể làm thêm bất kỳ dừng lại gì rồi. Diệp Thần Phong tại cảm giác được bao hướng lên trời không có tiếp tục đuổi chạy xuống sau đó hắn cũng đình chỉ tiếp tục đi xuống xu thế. Thanh Viêm bao quanh bảo vệ hắn, không thể hấp thu cùng dung hợp nơi này hỏa nhiệt năng lượng rồi. Trước mắt Diệp Thần Phong chỉ có khôi phục gân mạch, hắn mới có thể hóa giải trước mặt nguy cơ rồi. Tại Thanh Viêm bao vây dưới, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, hắn chuẩn bị muốn nặng tổ vuốt thuận một lần bên trong thân thể gân mạch rồi. Bên trong thân thể của hắn rất nhiều gân mạch đều đả kết. Có thể nói là hỗn loạn cực kỳ, muốn lần nữa vuốt thuận gây dựng lại. Này nhất định phải đem thắt gân mạch một lần nữa đánh gãy, sau đó mới có thể tiến hành vuốt thuận. Bây giờ không phải là làm lỡ thời gian lúc, nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn đem thắt gân mạch cho toàn bộ cắt nát. Tự mình đánh gãy gân mạch đau nhức, này làm cho Diệp Thần Phong trong nháy mắt nhíu chặt mày. Nhưng vuốt thuận gân mạch thời điểm, một khắc cũng không thể làm lỡ, cho nên Diệp Thần Phong hầu như không có đi để ý tới loại đau nhức này. Hắn đem thắt gân mạch đánh gãy sau đó hắn một lần nữa đem người bên trong gân mạch một cái sắp xếp lên. Tại đem hết thảy gân mạch đều vuốt thuận một lần sau đó kế tiếp liền muốn để gân mạch khép lại. Bây giờ đúng là có thể dùng đến hỗn độn trong chiếc nhẫn chữa thương đan dược rồi, ở nơi này hỗn độn nhẫn đáng tiếc chỉ có thể lấy ra đồ vật, không thể đi vào trong tồn bỏ vào thứ kia, bằng không Diệp Thần Phong cũng không dùng tới ở nơi này khổ sở đau khổ. Liên tiếp phục dụng vài viên từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra chữa thương đan dược, bởi vì gân mạch tính đặc thù,
cho nên không thể chữa thương đan dược vừa nuốt vào, hết thảy gãy vỡ gân mạch liền sẽ lập tức khép lại. Diệp Thần Phong đoán chừng đại khái yêu cầu một ngày, tại đan dược dưới tác dụng, bên trong thân thể của hắn gân mạch mới sẽ triệt để khôi phục. Một ngày là phi thường nhanh. Nhưng đối với thân ở loại này màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Trong cơ thể Diệp Thần Phong tới nói, ngày hôm nay thời gian trôi qua cực kỳ dài dằng dặc. Rốt cuộc một ngày là quá khứ rồi. Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch triệt để khôi phục, hắn cảm thụ khôi phục gân mạch, hắn vi vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, gây dựng lại sau gân mạch so với trước kia càng thêm cứng cỏi rồi. Bởi Diệp Thần Phong không có trắng trợn tăng lên linh khí, hết thảy khí thế của hắn cũng không hề lan truyền đến mặt trên đi. Tại khôi phục thực lực đã đến thần vương cảnh sơ kỳ sau. Diệp Thần Phong lập tức đi lên bơi đi rồi, hắn cũng không cần Thanh Viêm bảo vệ, hắn trực tiếp để Thanh Viêm ở lại chỗ này hấp thu tím ngọn lửa màu đỏ dịch. Trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, một mực tại thiên nhiên hình thành ao bên chờ đợi bao hướng lên trời, trong lòng của hắn là càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Hắn cũng biết nơi này là hỏa diễm ma ngư xào huyệt, chỉ sợ hắn một mực tại nơi này ở lại cũng không phải biện pháp, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong hồ màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Thể! Hắn chợt thấy một vệt bóng đen ở trong đó dần dần hiện lên, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, hắn biết chắc là Diệp Thần Phong tại dưới đáy không tiếp tục kiên trì được rồi, bên trong thân thể của hắn đem thiên thần cảnh 7 tầng thật khí thế vận chuyển tới cực hạn. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Thần Phong cho chạy trốn. Nhìn thấy càng ngày càng gần, lập tức muốn từ màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Trong cơ thể nhô ra Diệp Thần Phong, hắn quát lạnh, tiểu tử, quay đầu lại ngươi còn không phải ngoan ngoan tới sao? Quay đầu lại ngươi còn không phải sẽ rơi xuống trong tay ta sao? Trước đó ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút, nhưng ngươi vô cùng không phối hợp a hát. Ta chỉ có thể làm cho ngươi trước thưởng thức cái gì gọi là thống khổ sau đó ta lại tiễn ngươi lên đường rồi. Chương 2305, Lão Tổ, Cá Vương, bao hướng lên trời vẻ mặt nhẹ nhàng như thường. Diệp Thần Phong thiên địa chi hỏa Thanh Viêm tuy nói nhiệt độ phi phàm, nhưng hắn cảm giác được suốt Thanh Viêm vẫn là không cách nào nguy hiểm cho tính mạng hắn. Bao hướng lên trời con ngươi nhìn chăm chú trong hồ màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Thể! Chỉ cần Diệp Thần Phong từ trong đó vừa nhô ra, hắn liền sẽ trước đem Diệp Thần Phong cho trực tiếp phế bỏ, đem Diệp Thần Phong thủ chân đánh gãy lại nói. Mắt thấy trong hồ bóng đen càng ngày càng gần, linh khí đã tại bao hướng lên trời hai cánh tay giữa dòng xoay chuyển, hắn nhìn chúng rồi thời cơ, tại Diệp Thần Phong yếu nhô ra trong nháy mắt, hắn chuẩn bị sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, trong cổ họng đồng thời quát lên, tiểu tử, ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhưng mà... oanh! Một tiếng, màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch, thể, từ trong hồ tăng vọt lên hỏa diễm hướng về bốn phía tung tóe. Này một động tĩnh cực lớn, để bao hướng lên trời dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau một bước, hắn không thể trước tiên đối Diệp Thần Phong động thủ. Đợi đến bắn lên tím ngọn lửa màu đỏ dịch, thể trọng mới rơi xuống ao, Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện tại ao bên cạnh, hắn bỗng nhiên thúc giục trong gân mạch linh khí dòng sông. Bởi vì tu luyện ba loại vô thượng công pháp, hắn trong gân mạch có ba cái linh khí dòng sông. Bất quá, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển một cái linh khí dòng sông, xem ra nếu như muốn đem này ba cái linh khí dòng sông đồng thời vận chuyển, hẳn là nhất định phải đem này ba loại công pháp dung hợp mới có thể. Tại trong gân mạch thuộc về thần huyết quyết linh khí dòng sông vận chuyển lại sau đó cuồn cuộn khí thế từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể nhộn nhạo đi ra. Thần vương cảnh sơ kỳ uy thế nhất thời hướng về bao hướng lên trời ép tới. Nguyên bản lui về phía sau một bước bao hướng lên trời, hắn lại chuẩn bị động thủ, mà khi hắn cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế trên người sau, hắn trong nháy mắt đứng ngây ra ngay tại chỗ, hắn cặp mắt trợn lên giường như đèn lồng, trong lỗ mũi hô hấp cũng trong nháy mắt ngừng lại rồi, hắn quả thực không thể tin được chính mình cảm giác được, không thể tin được chính mình nhìn thấy được. Bao hướng lên trời cảm ứng nhiều lần. Đang xác định đó cũng không phải ảo giác sau đó trên trán của hắn lập tức toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Cổ họng của hắn bên trong chật vật nuốt nước miếng, có thể nói tâm tình của hắn là đại khởi đại lạc. Vừa vặn hắn chả coi Diệp Thần Phong là làm là một cái có thể ung dung ép chết xác rưởi, nhưng bây giờ hết thảy đều thay đổi, Diệp Thần Phong lại là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả.
Bao Hướng lên trời trong miệng ấp a ấp úng ngạc nhiên nghi ngờ. Nói, ngươi thậm chí có thần vương cảnh sơ kỳ thực lực. Ngươi tại sao có thể là đến từ chính chỗ đổ rác? Ngươi rốt cuộc là ai? Khôi phục thực lực Diệp Thần Phong, đối mặt Bao Hướng lên trời không có bất kỳ một điểm lo lắng. Này Bao Hướng lên trời dù sao chỉ có thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong thực lực, hắn bình thản nói ta là ai trọng yếu sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chết người đi được, đối một kẻ đã chết cần thiết giải thích nhiều sao như vậy? Bình thản âm thanh truyền vào Bao Hướng lên trời trong tai. Này làm cho thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, hắn sớm đã đem Thanh Viêm sự tình ném ra đến ngoài 9 tầng mây, hiện tại quan trọng là bảo vệ cái tính mạng này. Thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về một con đường bên trong lao đi, hắn muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng tại Bao Hướng lên trời muốn đi vào thông đạo trong nháy mắt, một vệt bóng đen chặn đứng đường đi của hắn. Diệp Thần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Bao Hướng lên trời trước mặt, cười nói, gấp như vậy đi làm gì? Ngươi không phải là muốn của ta thiên địa chi hỏa sao? Ngươi không phải là muốn cho ta thưởng thức thống khổ sau đó ngươi cho nữa ta lên đường sao? Đường đi được chặn lại rồi. Diệp Thần Phong tốc độ quá kinh người, e là cho dù vậy thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng thì không cách nào phát huy ra bực này tốc độ. Cho nên, Bao Hướng về thiên biết mình là trốn không thoát Diệp Thần Phong lòng bàn tay rồi, hắn ổn ổn tâm thần, nói tiểu huynh đệ, có chuyện có thể hảo hảo nói, ta nghĩ ngươi tuyệt đối là đi tới mê chi không giữa không lâu, bằng không ta không thể nào không biết ngươi nhân vật này, lấy thực lực của ngươi. Ngươi nên có thể trở thành phù không thành người thứ 4 thành chủ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt phảng phất như một mặt chân thành Bao Hướng lên trời. Nhưng hắn từ Bao Hướng lên trời trong con ngươi nhìn thấy sát ý, những loại người này tuyệt đối không lưu lại được, còn nữa vừa vặn Bao Hướng lên trời nhưng là phải giết hắn. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, đáng tiếc, ta không thích hội cắn chủ nhân chó. Lời này vừa nói ra, Bao Hướng lên trời liền biết Diệp Thần Phong sẽ không bỏ qua hắn. Bên trong thân thể của hắn thật khí thế một mực thủ thế chờ đợi, đã đến bây giờ hắn chỉ có liều mạng một lần rồi, bàn tay phải của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong ngực. Khẩu vỗ tới, thần băng trưởng, Bao Hướng lên trời bàn tay phải trong nháy mắt được một tầng màu trắng hàn băng bao trùm lại rồi, bàn tay hắn không khí chung quanh trong nháy mắt động lại, từ trong bàn tay của hắn phun. Phát ra một đạo linh khí nồng nặc. Đạo này linh khí từ Bao Hướng lên trời trong bàn tay phun. Phát sau khi đi ra, linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái sắc bén màu trắng hàn băng lợi kiếm. Này thanh lợi kiếm đâm thẳng Diệp Thần Phong vị trí trái tim. Két nhảy, một tiếng. Linh khí ngưng tụ mà thành màu trắng hàn băng lợi kiếm, liền ngay cả Diệp Thần Phong thân thể cũng không có đụng tới. Tại đánh tới Diệp Thần Phong quanh thân linh khí phòng hộ thượng sau đó cái này do linh khí ngưng tụ mà thành màu trắng hàn băng lợi kiếm liền trực tiếp đứt gãy. Tại bạch sắc hàn băng lợi kiếm gãy vỡ trong nháy mắt. Diệp Thần Phong bàn tay phải khép lại lên, mãnh liệt nhanh chóng hướng về Bao Hướng lên trời yết hầu đâm tới rồi, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu Bao Hướng lên trời cổ. Xì xì, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong đưa bàn tay rút sau khi trở về. Bao tinh thiên trên cổ nhất thời xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, ấm áp tiên huyết không ngừng được từ lỗ máu bên trong trào ra, trong cơ thể hắn sinh cơ nghiễm nhiên là không còn sót lại chút gì rồi. Tại Diệp Thần Phong ung dung giải quyết xong Bao Hướng về hôm sau, hắn một lần nữa về tới ao một bên, hắn để Thanh Viêm không ngừng hấp thu màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Trong cơ thể hỏa nhiệt năng lượng, trong chớp mắt, chỗ này không gian mặt đất đột nhiên rung động chuyển động. Sát theo đó, Thanh Viêm đột nhiên từ trong đó bay trở về Diệp Thần Phong trong bàn tay. Nhất làm cho Diệp Thần Phong khiếp sợ là Thanh Viêm mới một hồi thời gian, nhiệt độ của nó dĩ nhiên tăng lên tới thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, có thể đốt cháy chết thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong cường giả. Này tăng lên tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Này tím ngọn lửa màu đỏ bên trong hỏa nhiệt năng lượng thật sự có xấu như vậy. B sao? Tại Thanh Viêm trở về Diệp Thần Phong trong bàn tay không bao lâu sau đó mặt đất rung động càng ngày càng lợi hại rồi. Một đạo bóng đen to lớn từ trong hồ vuông góc vọt ra, bóng đen này thân dài có khoảng 100 mét, thân rộng cũng có đến mấy chục gạo, nghiễm nhiên là một cái quái vật khổng lồ rồi. Đợi đến Diệp Thần Phong nhìn rõ ràng này quái vật khổng lồ dáng dấp sau.
Này nghiễm nhiên là một cái hỏa diễm ma ngư, thế nhưng này hỏa diễm ma ngư thân thể lớn nhỏ, vượt rất xa trước đó Diệp Thần Phong nhìn thấy được hỏa diễm ma ngư, trước đó Diệp Thần Phong nhìn đến hỏa diễm ma ngư, tại đây đầu hỏa diễm ma ngư trước mặt, quả thực là dường như tôm tép nhỏ bé rồi. Hơn nữa từ nơi này đầu hỏa diễm ma ngư trên người tán phát khí thế cũng đầy đủ có thần vương cảnh đỉnh phong. Đây là một đầu thần vương cảnh đỉnh phong hỏa diễm ma ngư. Nhưng hình thể của nó cũng quá lớn chứ. Chẳng lẽ nói này hỏa diễm ma ngư chính là nơi này cá vương sao? Hoặc là cái này trong hang ổ hết thảy hỏa diễm ma ngư lão tổ. Chương 2306, bị nuốt, bị bao vây. Tại đây đầu to lớn hỏa diễm ma ngư vuông góc lao ra thiên nhiên ao sau. Diệp Thần Phong lập tức bàn tay nắm chặt, thanh viêm một lần nữa về tới bên trong đan điền của hắn, đồng thời dưới chân hắn bước chân là liên tục lui về sau mấy bước, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm, cũng là liên tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán, đồng dạng là lão Bạch cùng lão Hắc suy đoán, trong đó lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh, nói tiểu gia hỏa. Này to lớn hỏa diễm ma ngư, khả năng đúng là cái này trong hang ổ lão tổ, căn cứ ta cùng lão Hắc cảm ứng, này hỏa diễm ma ngư tuổi tác không thấp, bằng không coi như là thần vương cảnh đỉnh phong hỏa diễm ma ngư, hình thể cũng sẽ không như thế khoa trương, dù sao chúng ta ở bên ngoài đến hỏa diễm ma ngư, quả thực là không cách nào cùng này hỏa diễm ma ngư đem so sánh. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh âm thanh âm vừa vang lên, Diệp Thần Phong thân ảnh đã lướt vào một con đường bên trong. Hắn có thể không muốn ở chỗ này cùng này thần vương cảnh đỉnh phong hỏa diễm ma ngư làm lớn chuyện rồi, tuy nói thực lực của hắn cũng bước vào thần vương cảnh rồi, nhưng hắn cũng không biết này hỏa diễm ma ngư sức chiến đấu làm sao. Huống hồ này hỏa diễm ma ngư nhưng là có thần vương cảnh đỉnh phong thực lực. Cho dù Diệp Thần Phong cuối cùng có thể chiến thắng này hỏa diễm ma ngư, e sợ đồng dạng là yếu đánh đổi khá nhiều. Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói, quan trọng nhất là nghĩ biện pháp rời đi mê chi không giữa, lại có thêm Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ còn tại trong trận pháp chờ hắn, không thể ở nơi này làm lỡ thời gian. Diệp Thần Phong một đường ở trong đường hầm nhanh chóng chạy như bay, lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm, đồng dạng là tại trong đầu của hắn quanh quẩn, tiểu tử, ngọn lửa kia ma ngư lão tổ, nó hẳn là tại ao tận dưới đáy bế quan, ta cùng lão Bạch có thể cảm giác được cái kia hỏa diễm ma ngư tuổi thọ sắp tới rồi. Nó khoảng cách bước vào thần tôn cảnh chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần bước vào thần tôn cảnh. Ngọn lửa này ma vực lão tổ, nó tuổi thọ liền lại có thể kéo dài rất nhiều năm tháng. Này thiên nhiên trong hồ màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm chất lỏng. Năng lượng trong đó đối với cái kia hỏa diễm ma ngư lão tổ, hẳn là khá quan trọng, trước đó thanh viêm không ngừng đang hấp thu trong đó hỏa nhiệt năng lượng, hẳn là thanh viêm làm cho ngọn lửa này ma ngư lão tổ từ trong lúc bế quan tỉnh lại rồi. Tại lão Hắc Giang Vận Thiên dứt tiếng sau. Tại Diệp Thần Phong cái lối đi này bên trong bỗng nhiên tạo thành nhất cổ sức hút, cỗ lực hút này tại đột nhiên nắm kéo Diệp Thần Phong thân thể. Cỗ lực hút này quá cường đại, cho dù Diệp Thần Phong đem thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế, thôi phát đã đến vô cùng nhuần nhuyễn, dưới chân hắn bước chân vẫn là không cách nào đứng vững. Theo thời gian trôi đi, trong thông đạo sức hút tại càng lúc càng lớn. Thẳng đến một cái nào đó trong nháy mắt. Diệp Thần Phong rõ ràng cũng không cách nào khống chế thân thể của mình, thân thể của hắn được cỗ lực hút này lôi kéo bay lơ lửng lên trời, cuối cùng dĩ nhiên lại không tự chủ được hướng về chỗ kia không gian bay ngược mà đi rồi. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong một lần nữa được sức hút lôi kéo về tới, chỗ kia ủng có thiên nhiên ao không gian khổng lồ bên trong. Tại một lần nữa được lôi kéo về nơi này sau đó Diệp Thần Phong cuối cùng là nhìn thấy sản sinh cỗ lực hút này đầu nguồn rồi. Hắn trong con ngươi vẻ mặt vi vi ngưng lại. Chỉ thấy cái kia hình thể to lớn hỏa diễm ma ngư lão tổ, nó mở ra bồn máu của chính mình miệng lớn. Bồn máu của nó miệng lớn bên trong hình thành khí lưu phảng phất là một cái vòng xoáy, cái kia vô cùng cường đại sức hút tựu đến từ chính miệng của nó bên trong. Hơn nữa nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong tản ra mùi hôi thối cực kỳ. Ngọn lửa kia ma ngư lão tổ đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau. Nó trong mắt màu đỏ bên trong tuôn ra hung quang, trên người nó sát ý tràn ngập, nó trong miệng sức hút trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, nó sắc bén kia mà lại to lớn hàm răng. Tại màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm chất lỏng làm nổi bật dưới, có vẻ dày đặc khí lạnh, khiến người ta nhìn không rét mà run.
Nó đột nhiên lại gia tăng cái miệng lớn như chậu máu bên trong sức hút. Trong đó khí lưu vòng xoáy xoay tròn càng nhanh hơn rồi. Đối mặt cỗ lực hút này, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Lông mày của hắn liên tục thẳng nhăn, trong con ngươi cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Diệp Thần Phong mắt thấy chính mình liền muốn bay vào. Ngọn lửa này ma ngư lão tổ cái miệng lớn như chậu máu bên trong, hơn nữa ngọn lửa này ma ngư lão tổ, hẳn là phải đem Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp cho cắn thành hai nửa, thần vương cảnh đỉnh phong hỏa diễm ma ngư kẹp lại lực nhất định là không thể khinh thường. Cùng kỳ thân thể được ngọn lửa này ma ngư lão tổ khủng bố hàm răng cắn được, Diệp Thần Phong còn không bằng trực tiếp theo sức hút nhảy vào này to lớn hỏa diễm ma ngư lão tổ trong bụng. Trong đầu bốc lên ý nghĩ này, sau đó Diệp Thần Phong lập tức theo cỗ lực hút này, hắn đem tự thân tốc độ phát phung tới cao nhất. Một tiếng. Tại Diệp Thần Phong nhảy vào này hỏa diễm ma ngư lão tổ trong bụng thời điểm, chỉ thấy này hỏa diễm ma ngư lão tổ hàm răng cũng đột nhiên kẹp lại xuống. Chỉ thiếu một chút. May là Diệp Thần Phong tốc độ đầy đủ nhanh, bằng không thân thể của hắn thật sự yếu bị ngọn lửa ma ngư lão tổ hàm răng cho cắn được rồi. Cái miệng lớn như chậu máu bên trong sức hút, trực tiếp đem Diệp Thần Phong dẫn tới hỏa diễm ma ngư trong bụng. Hỏa diễm ma ngư dạ dày vô cùng lớn, cho dù Diệp Thần Phong đứng ở trong đó cũng không chật hẹp. Tại ngọn lửa này ma ngư lão tổ trong dạ dày, tràn ngập một loại sền sệt màu xanh lục dịch dạ dày, trực tiếp không qua Diệp Thần Phong đầu gối rồi. Loại này dịch dạ dày bên trong mang có một loại cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn. Cho dù lấy Diệp Thần Phong thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, nếu như hắn thời gian dài ở lại đây lời nói, như vậy thân thể của hắn chỉ sợ cũng phải được hòa tan, hắn nhất định phải mau sớm từ hỏa diễm ma ngư lão tổ bên trong thân thể rời đi. Ngọn lửa này ma ngư lão tổ, nó cần phải cũng cảm thấy Diệp Thần Phong không có chết, thân thể hắn bên trong linh khí bỗng nhiên hướng về trong dạ dày tập trung đã tới, cái kia không qua Diệp Thần Phong đầu gối màu xanh lục dịch dạ dày. Nhất thời tại trong dạ dày sôi trào cùng bắt đầu lăn lộn. Theo linh khí hướng về trong dạ dày tập trung càng ngày càng nhiều. Hỏa diễm ma ngư lão tổ trong dạ dày dịch dạ dày cũng biến thành càng ngày sền sệt rồi, thậm chí Diệp Thần Phong đi vào dịch dạ dày trong hai chân, căn bản vô pháp ở trong đó di động, giống như là được thật chặt dính tại trong đó. Sát theo đó, một phần màu xanh lá dịch dạ dày từ từ che kín dạ dày trên vách đá. Siêu, xíu. Nghỉ. Che kín dạ dày trên vách màu xanh lục dịch dạ dày, tạo thành từng cây sền sệt lục tuyến. Những này lục tuyến đem Diệp Thần Phong hai cánh tay cũng quấn quanh lên, xem ra hỏa diễm ma ngư lão tổ là muốn triệt để hạn chế Diệp Thần Phong năng lực hoạt động, để Diệp Thần Phong chỉ có thể chậm rãi tại trong dạ dày của nó mặt hòa tan. Hai chân chui vào sền sệt màu xanh lục dịch dạ dày bên trong không cách nào nhúc nhích. Hai tay cũng bị màu xanh lục dịch dạ dày hình thành lục tuyến cho quấn chặt lấy rồi, lục tuyến một đầu khác là thật chặt bám vào tại dạ dày trên vách. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy hắn hai chân thượng da thịt đang chậm chậm hủ thực, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, hai chân của hắn hội bị triệt để ăn mòn mất, nhưng dịch dạ dày hình thành lục tuyến cũng cực kỳ quấn người, thậm chí hắn chỉ cần hướng về trên cánh tay tập trung linh khí, những linh khí đó liền toàn bộ sẽ bị này lục tuyến cho hấp thu đi. Này làm cho hắn có một loại hãm sâu không đáy vũng bùn cảm giác. Chương 2307, Hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan thân ở hỏa diễm ma ngư lão tổ dịch dạ dày trong Diệp Thần Phong. Hai tay của hắn cùng hai chân toàn bộ bị hạn chế ở, càng làm cho hắn đáng hận, cuốn lấy hắn hai cái cánh tay lục tuyến, chả đang không ngừng lấy ra hắn hướng về trên cánh tay tập trung linh khí. Này làm cho cánh tay của hắn căn bản vô pháp phát huy ra thần vương cảnh sơ kỳ sức mạnh đến. Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi, hắn chỉ cảm thấy được ngâm tại dịch dạ dày trong hai chân thượng, không ngừng truyền đến từng đợt đâm nhói, mà lại theo thời gian trôi đi, loại đau nhói này đang điên cuồng phát sinh, hẳn là dịch dạ dày trong tính ăn mòn đang không ngừng kéo lên. Diệp Thần Phong trong cổ họng, quát lên, trước đó của ta thiên địa chi hỏa cũng không biết ngươi ở nơi này bế quan, cho nên mới quấy rầy ngươi, ta và các ngươi hỏa diễm ma ngư không thù không oán, chuyện này liền này là ngừng. Của ta thiên địa chi hỏa hấp thu trong hồ một phần tím ngọn lửa màu đỏ dịch. Thể, ta sẽ cho các ngươi giá bảo vật. Tại Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn, bảo vật trong đó cũng không ít, khẳng định có thích hợp hỏa diễm ma ngư thiên tài địa bảo. Trước đó Diệp Thần Phong không muốn cùng ngọn lửa này ma ngư lão tổ làm thêm dây dưa,
trong đó cố nhiên có ngọn lửa này ma ngư lão tổ thực lực nguyên nhân tồn tại, nhưng còn có một chút là thanh viêm xác thực quấy rầy ngọn lửa này ma ngư lão tổ, hắn và ngọn lửa này ma ngư lão tổ cũng không oán không thù, cho nên hắn mới lựa chọn lập tức rời đi, muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Diệp Thần Phong dù sao không là loại kia không giảng đạo lý người, hắn nói ra lời nói này hoàn toàn là tính cách gây ra, hắn hiện tại cũng không hề đến cùng đường mặt lộ, hắn chỉ là không muốn cùng ngọn lửa này ma ngư lão tổ đến không chết không thôi mức độ. Hỏa diễm ma ngư lão tổ có thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, nó nhất định là có thể nghe hiểu Diệp Thần Phong lời nói. Nhưng tại Diệp Thần Phong dứt tiếng sau, hỏa diễm ma ngư lão tổ trong dạ dày dịch dạ dày bốc lên càng thêm lợi hại rồi, trong đó tính ăn mòn cũng là liên tục tăng lên, này nghiễm nhiên là muốn đem Diệp Thần Phong triệt để làm tan, này nghiễm nhiên là coi Diệp Thần Phong là làm thức ăn của nó rồi. Bởi vì thanh viêm quấy rầy ngọn lửa này ma ngư trước, Diệp Thần Phong đã là làm như thế lùi bước, nhưng ngọn lửa này ma ngư lão tổ lại đúng lý không tha người, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong cho giết chết. Này làm cho Diệp Thần Phong không lại đối với hỏa diễm ma ngư lão tổ có bất kỳ áy náy rồi, bên trong thân thể của hắn lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Áo Nghĩa. Đem Phượng Hoàng Áo Nghĩa vận chuyển thôi thúc đã đến cao nhất. Cuồng bạo. Diệp Thần Phong tay phải trên MU bàn tay lập tức xuất hiện một con hỏa Phượng Hoàng đồ án. Bởi sức mạnh cuồng bạo là ở trong cơ thể hắn sinh ra, cũng không hề hướng về trên cánh tay tập trung đi qua. Cho nên lục tuyến cũng không cách nào hấp thu ở trong cơ thể hắn sinh ra năng lượng. Nhất cổ lửa nóng vô cùng năng lượng tại Diệp Thần Phong trong cơ thể tứ. Hành hạ lên, nhiệt độ chung quanh cũng không ngừng tại đi lên kéo lên. Từng tầng sóng nhiệt tại hỏa diễm ma ngư lão tổ trong dạ dày trở mình vọt lên. Diệp Thần Phong tóc cùng con mắt toàn bộ biến thành đỏ như màu máu, trên người được ngọn lửa nhàn nhạt cho lượn lờ. Bên trong thân thể của hắn thật khí thế cũng mãnh liệt kéo lên. Từ thần vương cảnh sơ kỳ lập tức khóa nhập thần vương cảnh trung kỳ, cuối cùng như ngừng lại thần vương cảnh hậu kỳ. Tại thần vương cảnh bên dưới thi triển cuồng bạo, có thể một lần tăng lên nhiều cấp độ, không nghĩ tới tại bước vào thần vương cảnh sau đó thi triển cuồng bạo chỉ có thể tăng lên hai cái tiểu tầng thứ. Nhưng cái này cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh trong lúc đó có một đạo to lớn ngưỡng cửa, tại thần vương cảnh bên trong có thể trong thời gian ngắn tăng lên hai cái tiểu tầng thứ, đây đã là cực kỳ tốt được rồi. Tại Diệp Thần Phong sử dụng tới áo nghĩa võ học cuồng bạo thời điểm. Ngọn lửa này ma ngư lão tổ dạ dày nhất thời co quắp một trận. Tuy nói hỏa diễm ma ngư cũng là hỏa thuộc tính, nhưng thực lực tăng lên tới thần vương cảnh hậu kỳ Diệp Thần Phong. Từ trong cơ thể hắn tản ra hỏa nhiệt năng lượng, đây là một loại cực hạn, mang theo tuyệt đối hủy diệt chi lực, xem ra ngọn lửa này ma ngư lão tổ dạ dày cũng có chút không thể chịu đựng rồi. Diệp Thần Phong chính là chí tôn thập chuyển, cho dù bước vào thần vương cảnh sau đó hắn đồng dạng là có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, huống chi bây giờ tạm thời tăng cao thực lực Diệp Thần Phong, hắn và ngọn lửa này ma ngư lão tổ chỉ thua kém một cái tiểu tầng thứ. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu. Hắn hoàn toàn có thể quên một cái tiểu tầng thứ. Từ Diệp Thần Phong lòng bàn chân bên trong đã tuôn ra nồng nặc mạnh mẽ linh khí, những linh khí này đem không qua hắn hai chân dịch dạ dày toàn bộ hướng về hai bên đẩy ra, khi hắn lần nữa hướng về trên cánh tay tập trung linh khí thời điểm, cái kia lục tuyến rõ ràng cho thấy đến không hấp thu hướng về cánh tay bên trong tập trung linh khí. Diệp Thần Phong hai cánh tay run lên, hắn nhẹ nhõm tránh thoát khỏi cuốn lấy cánh tay hắn lục tuyến. Bởi cuồng bạo trạng thái chỉ có 10 giây đồng hồ, Diệp Thần Phong hiện tại tuyệt đối không thể làm lỡ thời gian, bởi vì các loại cuồng bạo trạng thái vừa qua, hắn sẽ nằm ở một loại vô lực trong trạng thái một đoạn thời gian ngắn. Hỏa diễm ma ngư lão tổ dịch dạ dày hoàn toàn không có cách nào hạn chế trụ Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong lập tức tại hỏa diễm ma lão tổ bên trong thân thể liên tiếp triển khai công kích, đầu tiên hỏa diễm ma ngư lão tổ dạ dày bị hắn công kích chia 5 xẻ 7. Ngọn lửa này ma ngư lão tổ không ngừng hướng về trong dạ dày tập trung linh khí căn bản không có nổi chút tác dụng nào rồi. Tại Diệp Thần Phong đem hỏa diễm ma ngư dạ dày oanh kích chia 5 xẻ 7 thời điểm. Một giọng già nua truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, dừng tay, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi đi ra, ta đồng ý trước ngươi đề nghị. Ngọn lửa này ma ngư lão tổ quả nhiên là có thể miệng nói tiếng người. Hiện tại biết cầu tha. Vừa vặn Diệp Thần Phong nhượng bộ thời điểm, ngọn lửa này ma ngư lão tổ đang làm gì? Nằm ở cuồng bạo trạng thái Diệp Thần Phong, thời gian đã qua 7 giây rồi, chỉ còn dư lại 3 giây rồi.
Diệp Thần Phong lập tức cảm ứng được hỏa diễm ma ngư lão tổ, thân thể hắn bên trong thật khí thế bên trong chả ẩn giấu sát ý vô tận, chỉ là này cỗ sát ý được cực hạn ẩn giấu đi rồi. Chỉ là Diệp Thần Phong cảm ứng vô cùng nhạy cảm, này cỗ sát ý nhất định là nhằm vào Diệp Thần Phong, một khi cuồng bạo trạng thái biến mất, đến lúc đó hỏa diễm ma ngư lão tổ muốn giết chết hắn. Như vậy là dễ như ăn cháo được rồi, xem ra ngọn lửa này ma ngư lão tổ cũng tuyệt đối không phải một cái tốt đồ vật, ngoài miệng nói xong một bộ, trong lòng nghĩ một bộ khác. Diệp Thần Phong cũng sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn, trước hắn đã là nhượng bộ quá rồi, thậm chí chủ động biểu thị ra áy náy. Hắn nắm chặt cuối cùng 3 giây đồng hồ, đối với hỏa diễm ma ngư ngũ tạng 6 năm triển khai nhanh chóng công kích. Đem hỏa diễm ma ngư lão tổ ngũ tạng lục phủ toàn bộ oanh kích chia 5 xẻ 7, sau đó hắn cuồng bạo trạng thái cũng vừa hay biến mất rồi, thân thể của hắn tại hỏa diễm ma ngư lão tổ trong cơ thể lung la lung lay. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ chia 5 xẻ 7 hỏa diễm ma ngư lão tổ, nó đã là thoi thóp, chỉ còn dư lại một hơi tồn tại, hẳn là không sống được lâu nữa đâu, liền sẽ tử vong rồi. Mà cùng lúc đó, thoát ly cuồng bạo trạng thái Diệp Thần Phong, hắn tại hỏa diễm ma ngư lão tổ bên trong thân thể, nhìn thấy một viên cùng hắn nắm đấm một kích cỡ tương đương hình tròn bóng. Hình dáng vật thể, từ trong đó liên tục có cuồn cuộn không đoạn hỏa nhiệt năng lượng phân tán mà ra, trong đó hỏa nhiệt năng lượng, muốn so màu đỏ tím sôi trào hỏa diễm dịch. Trong cơ thể năng lượng đều mạnh đại, đây chính là hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan, menu tạm thời chưa có chương sau. Chương 2308, ba sắc hỏa diễm. Lần thứ hai lên cấp. Tại phát hiện hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan sau. Nằm ở Diệp Thần Phong bên trong đan điền Thanh Viêm lần nữa trở nên nhao nhao muốn thử, xem ra hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan đối Thanh Viêm có tuyệt đối lực hấp dẫn cực lớn. Bây giờ hỏa diễm ma ngư lão tổ đã nằm ở chỉ còn một hơi trạng thái, nó căn bản là không cách nào bảo vệ tốt của mình nội đan rồi. Khôi phục bình thường Diệp Thần Phong. Thực lực của hắn trở về thần vương cảnh sơ kỳ rồi, hắn mũi cùng trong miệng khí tức có phần hỗn loạn, hắn trực tiếp tại hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan bên ngồi xuống. Tại Diệp Thần Phong ngồi xuống sau đó lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, lúc này ngươi thiên địa chi hỏa Thanh Viêm là cơ duyên quá lớn, trải qua hấp thu dung hợp rất nhiều hỏa diễm ma ngư thi. Thể, lại tăng thêm dung hợp tím ngọn lửa màu đỏ dịch. Trong cơ thể nhiều như vậy hỏa nhiệt năng lượng. Nhiệt độ của nó đã là tiêu thăng đến thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Đối ở thiên địa chi hỏa mà nói, muốn bước vào thần vương cảnh, này muốn so người tu luyện chả phải gian nan, nhưng như có để Thanh Viêm hấp thu ngọn lửa này ma ngư lão tổ nội đan, cái kia nói không chừng là có thể bước vào thần vương cảnh rồi, dù sao ngọn lửa này ma ngư lão tổ chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần tôn cảnh được rồi. Chẳng trách Thanh Viêm mặt đối với hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan, lại sẽ như thế nóng lòng muốn thử được rồi, xem ra lần này trong lúc vô tình bị cuốn vào mê chi không giữa, Thanh Viêm thu hoạch là lớn nhất. Bây giờ bước vào thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong, hải nạp bách xuyên tác dụng cũng gấp kịch giảm bớt rồi, hải nạp bách xuyên tại thần vương cảnh trước đó, có tác dụng to lớn, nhưng bước vào thần vương cảnh sau đó hắn tác dụng liền mức độ lớn giảm bớt rồi, này là trước kia lão Bạch cùng lão Hắc liền suy đoán ra. Nhưng bước vào thần vương cảnh sơ kỳ sau đó Diệp Thần Phong vẫn không có thử từng dùng tới hải nạp bách xuyên đây. Trước đó giết chết bao hướng lên trời thời điểm, hắn cũng đã quên thi triển hải nạp bách xuyên rồi. Đem trong đầu đối với hải nạp bách xuyên ý nghĩ quăng sau khi đi ra ngoài, Diệp Thần Phong một lần nữa đưa mắt như ngừng lại hỏa diễm ma ngư lão tổ trên nội đan. Kinh một lát sau kéo dài hơi tàn, ngọn lửa này ma ngư lão tổ là hoàn toàn tắt thở, Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái. Thanh Viêm lập tức từ hắn bàn tay phải bên trong trưng vọt lên, bây giờ Thanh Viêm màu sắc trở nên bích lục vô cùng. Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái, Thanh Viêm lập tức hướng lửa ma ngư lão tổ nội đan bay đi, trong nháy mắt đem toàn bộ nắm tay lớn nhỏ nội đan bọc lại. Này dù sao cũng là thần vương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào thần tôn cảnh hỏa diễm ma ngư nội đan, nhiệt độ nằm ở thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong Thanh Viêm. Nó phải đem viên nội đan này thôn phệ mà lại dung hợp, này vẫn còn cần thời gian nhất định. Từ thiên thần cảnh đến thần vương cảnh có một cái to lớn cửa ải. Thanh Viêm tại từng bước hấp thu hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan, theo không ngừng hấp thu, nó ngọn lửa màu xanh biếc cũng run run lợi hại. Trong cơ thể nó nhiệt độ là đang chậm rãi kéo lên, kéo lên.
nhưng cách đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ nhiệt độ còn có một khoảng cách lớn đây. Nhưng Thanh Viêm cũng không có tiêu hao hết trong nội đan nhiều ít năng lượng đây. Theo Thanh Viêm nhiệt độ không ngừng lên cao, hỏa diễm ma ngư nội tạng đang nhanh chóng hòa tan vào, bởi vì Thanh Viêm hết sức khống chế, cho nên Diệp Thần Phong cũng không có bị Thanh Viêm nhiệt độ ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Viêm không ngừng cắn nuốt hỏa diễm ma ngư lão tổ trong nội đan hỏa nhiệt năng lượng. Thẳng đến một cái nào đó trong nháy mắt, Thanh Viêm cái kia ngọn lửa màu bích lục run run càng ngày càng kịch liệt, trên người nó nhiệt độ cũng tăng lên tới điểm giới hạn, hẳn là chỉ kém Lâm Môn nhất cước là có thể tiến vào thần vương cảnh rồi. Mà cùng lúc đó, hỏa diễm ma ngư lão tổ nội đan cũng trên căn bản yếu tiêu hao hết, chỉ thiếu một chút trong nội đan năng lượng sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt hết, tại Thanh Viêm thanh hỏa diễm ma ngư lão tổ trong nội đan một điểm cuối cùng năng lượng cũng thôn vệ xong trong nháy mắt. Oanh! Một tiếng, hỏa diễm ma ngư nội đan vỡ vụn, Thanh Viêm ngọn lửa màu bích lục tại hỏa diễm ma ngư bên trong thân thể nổ tung ra, đem to lớn hỏa diễm ma ngư lão tổ thi. Thể, nổ chia năm xẻ bảy. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là không có bị thương tổn được mảy may, hỏa diễm ma ngư lão tổ thi. Thể chia năm xẻ bảy rồi, hắn tự nhiên là tử thi. Trong cơ thể đi ra, trải qua tốt như vậy một hồi điều tức. Cuồng bạo chỗ mang cho hắn di chứng về sau cũng đã biến mất. Diệp Thần Phong hai mắt nhìn xem đột nhiên nổ tung Thanh Viêm, hắn thật sợ Thanh Viêm gặp sự cố, bởi hỏa diễm ma ngư lão tổ thân thể chia năm xẻ bảy, trong không khí trong nháy mắt được tiên huyết tràn ngập. Đợi đến trong không khí xương máu từ từ tiêu tan sau. Diệp Thần Phong tầm mắt mới xem như là không có tiếp tục bị nghẹt rồi, chỉ thấy khi hắn cách đó không xa, nơi nào còn có cái gì Thanh Viêm à. Thanh Viêm dĩ nhiên cũng biến thành chia năm xẻ bảy rồi, từng nhóm ngọn lửa nhỏ, che kín trong không khí. Này từng nhóm ngọn lửa nhỏ không chỉ có màu bích lục, còn có màu đỏ cùng màu tím. Tại Diệp Thần Phong cau mày thời gian. Này tứ tán ở trong không khí từng bó ngọn lửa nhỏ, đang nhanh chóng tụ lại ở cùng một chỗ. Cuối cùng những này ngọn lửa nhỏ toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại ba. Sắc hỏa diễm, loại này màu xanh lục, màu đỏ cùng màu tím ba màu hỏa diễm, trong đó tản ra cực hạn nhiệt độ cao, tối thiểu có thể đốt cháy chết thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Đang nhìn đến loại này hoàn toàn mới ba. Sắc hỏa diễm sau, Diệp Thần Phong giật giật bàn tay. Ba màu hỏa diễm lập tức bay trở về trong bàn tay của hắn, xem ra này thật sự chính là Thanh Viêm rồi, chỉ là Thanh Viêm màu sắc làm sao có thêm hai loại. Tại Diệp Thần Phong trong lòng nghi hoặc thời gian. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, ba, sắc hỏa diễm, Thanh Viêm dĩ nhiên biến thành ba. Sắc hỏa diễm, đây là có thể gặp mà không thể cầu đó a. Lần này Thanh Viêm thật là cơ duyên lớn hơn đi rồi. Tiểu tử, người biết thiên địa chi hỏa đấy sao? Nói như vậy thiên địa chi hỏa đều chỉ có một loại màu sắc, chúng ta đã từng cũng không có đối với ngươi giới thiệu qua thiên địa chi hỏa chân chính. Đó là chúng ta không cho là ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, để Thanh Viêm sản sinh về màu sắc biến hóa. Từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, ngọn lửa bảy màu là cường hãn nhất chủng loại, nói như vậy đồng dạng nhiệt độ thiên địa chi hỏa đối kháng. Trong đó một loại thiên địa chi hỏa chỉ có một loại màu sắc. Một loại khác thiên địa nhiều tạo thành hai loại màu sắc, như vậy hai loại màu sắc thiên địa chi hỏa, có thể ung dung nghiền ép cùng thôn phệ chỉ có một loại màu sắc thiên địa chi hỏa. Muốn để thiên địa chi hỏa màu sắc không ngừng tăng cường, đây là cực độ khó khăn, thậm chí ta cùng Lão Bạch cũng không rõ lắm đào tạo biện pháp. Tại chúng ta thời đại kia, có người chuyên môn đào tạo thiên địa chi hỏa, nhanh nhất cũng cần hơn 1.000 năm mới có thể để thiên địa chi hỏa thêm ra một loại màu sắc. Ta cùng Lão Bạch đã từng thấy màu sắc nhiều nhất thiên địa nhiều, cũng chỉ là ngọn lửa năm màu mà thôi. Không nghĩ tới Thanh Viêm lại lập tức nhiều hơn hai loại hỏa diễm. Hơn nữa thêm vào nó nguyên bản màu sắc, tổng cộng có ba loại màu sắc rồi, này ba. Sắc hỏa diễm đã coi như là đáng quý được rồi, bây giờ Thanh Viêm bắt đầu có màu sắc biến hóa, ta xem Thanh Viêm tương lai không chỉ là ba. Sắc hỏa diễm. Phàm là cùng ngươi tiểu tử này dính líu quan hệ. Đến cuối cùng khẳng định cũng sẽ không phổ thông. Chương 2309, truy đuổi. Linh hỏa thần thể. Thanh Viêm không chỉ có tấn thăng làm ba màu hỏa diễm. Hắn nhiệt độ cũng thuận lợi tăng lên tới thần vương cảnh sơ kỳ. Diệp Thần Phong nghe được chủng loại tốt nhất thiên địa chi hỏa là ngọn lửa bảy màu. Trong lòng hắn đương nhiên là muốn đem Thanh Viêm bồi dưỡng thành ngọn lửa bảy màu,
nhưng trước mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này rồi. Hắn rời đi Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông có một đoạn thời gian, tuy nói chỉ cần này tỷ đệ hai không bước ra bên trong trận pháp, hai người bọn họ hẳn là thì sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn vẫn là không yên lòng. Diệp Thần Phong lập tức đem thanh viêm thu hồi bên trong đan điền, không hề liếc mắt nhìn một mắt hỏa diễm ma ngư lão tổ thi. Thể, ngọn lửa này ma ngư lão tổ hoàn toàn là gieo gió gặt bão, trước đó Diệp Thần Phong rõ ràng đã làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi, nhưng ngọn lửa này ma ngư lão tổ lại muốn cùng hắn không chết không thôi, này không trách hắn cuối cùng đối với hỏa diễm ma ngư lão tổ hạ sát thủ rồi. Thi triển cuồng bạo trạng thái cảm giác khó chịu đã sớm vô ảnh vô tung biến mất rồi. Khôi phục thực lực đến thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong, hắn đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn, trong không khí lập tức thổi lên một trận kình phong. Diệp Thần Phong thân ảnh đã sớm biến mất ngay tại chỗ, một đường nhanh chóng hướng về Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông phương hướng tiến đến. Tại phát huy ra thần vương cảnh sơ kỳ cực hạn tốc độ sau, Diệp Thần Phong bằng tốc độ nhanh nhất đi tới cái kia con đường chết bên trong, nhưng con mắt của hắn lại trong chớp mắt ngưng lại, chỉ thấy mặt đất thượng hắn bố trí trận pháp đã biến mất không thấy, bốn phía vách đá cũng có rất lớn tổn hại. Theo lý tới nói, người bình thường không thể phát hiện Diệp Thần Phong bố trí trận pháp, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không làm được, nơi này trận pháp rốt cuộc là được ai phá vỡ. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ đi nơi nào? Căn cứ trên vách đá tổn hại vết tích, lại có thêm trên mặt đất không có Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông thi. Thể, hẳn là có người đem hai người bọn họ mang đi, hơn nữa mang đi thời gian tuyệt đối sẽ không dài. Diệp Thần Phong lập tức hướng lửa ma ngư xào huyệt bên ngoài lao đi rồi, bây giờ thanh viêm tăng lên tới thần vương cảnh sơ kỳ nhiệt độ, cho dù hấp thu nữa thần vương cảnh hỏa diễm ma ngư, e sợ đối thanh viêm hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh mẽ, trừ phi thanh viêm thu được càng nghịch thiên cơ duyên, nhiệt độ của nó mới sẽ lại nhanh chóng lớn lên. Chỗ này hỏa diễm ma ngư xào huyệt, trong đó bốn phương thông suốt thông đạo là tàn tạ khắp nơi. Diệp Thần Phong còn mơ hồ cảm giác được nơi này còn có không ít hỏa diễm ma ngư sống sót, trong đó có một đạo thần vương cảnh trung kỳ hỏa diễm ma ngư thật khí thế, nhưng hắn không muốn ở chỗ này kéo dài thời gian, nếu như Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông là bị người mang đi. Như vậy sẽ chỉ là phù không thành người tu luyện rồi. Nếu như trận pháp là bị ngọn lửa ma ngư phá vỡ, như vậy hỏa diễm ma ngư cũng sẽ không mang đi này đôi tỷ đệ, mà là sẽ đem này đôi tỷ đệ trực tiếp giết chết. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong thần niệm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, hắn tránh đi có hỏa diễm ma ngư địa phương. Nếu như Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đúng là được phù không thành người tu luyện mang đi, vậy hắn tuyệt đối yếu bảo đảm này đôi tỷ đệ an toàn. Lại có thêm, Diệp Thần Phong cũng muốn phải mau sớm rời đi mê chi không giữa, trở về Trung Châu đi, trở về Thiên Nguyên cổ thành. Hắn cũng không biết mình bị cuốn vào mê chi không giữa thời kỳ, Trung Châu tình thế đến cùng như thế nào. Bây giờ khôi phục thực lực đến thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong, hắn có niềm tin cùng Thiên Nguyên cổ thành ba vị thần vương cảnh thành chủ thấy mặt, hắn không tất lại lo lắng nhiều lắm. Từ hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên trong sau khi đi ra. Con tàu này thuộc về phù không thành to lớn linh thuyền biến mất không thấy, hẳn là bị người khống chế lái đi. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông vô cùng có khả năng cũng là ở đằng kia chiếc linh trên thuyền. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông chỉ là người bình thường mà thôi. Phù không thành người tu luyện làm sao sẽ mang đi hai người bình thường đâu này. Tại phù không thành người tu luyện trong mắt, chỗ đổ rác người tính mạng không đáng giá tiền nhất rồi. Hiện tại cũng không cho phép Diệp Thần Phong suy nghĩ nhiều, hắn vẫn nhớ về phù không thành con đường, hắn lập tức hướng về phù không thành phương hướng nhanh chóng đạp không mà đi rồi. Cùng lúc đó, con tàu này phù không thành to lớn linh trên thuyền, ba thành chủ Trình Cao Vinh mặt mày xám xịt, thậm chí trên người hắn dính đầy máu đen, quần áo cũng tan vỡ không ít, nơi nào còn có trước đó vững như Thái Sơn phong độ. Trình Cao Vinh toàn lực khởi động linh thuyền chạy như bay. Tại Trình Cao Vinh bên cạnh nằm rõ ràng là Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ. Trước đó Trình Cao Vinh bọn người ở tại tiến vào hỏa diễm ma ngư xào huyệt, sau đó bọn hắn không bao lâu liền nhận lấy rất nhiều hỏa diễm ma ngư công kích, cho nên tiến vào xào huyệt phù không thành người tu luyện toàn bộ được tách ra rồi. Trình Cao Vinh tốt xấu cũng là thần vương cảnh trung kỳ thực lực, hắn vừa bắt đầu là ở trong hang ổ cũng không hề gặp phải nguy hiểm. Thẳng đến cùng một đầu thần vương cảnh trung kỳ cùng một cái thần vương cảnh sơ kỳ hỏa diễm ma ngư gặp gỡ, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm.
may là trên người của hắn lá bài tẩy cũng có không ít, lợi dụng trên người của hắn lá bài tẩy. Trong thời gian ngắn vây tại cái kia hai cái hỏa diễm ma ngư, sau đó hắn liền muốn trước tiên thoát đi chỗ này xào huyệt rồi. Tại Trình Cao Vinh thoát đi xào huyệt thời điểm, hắn vừa vặn trải qua Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông chỗ ở cái kia con đường chết. Lúc đó thân ở trong trận pháp Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, bọn hắn một mực chờ đợi chờ Diệp Thần Phong trở về, nhưng đang đợi trong quá trình, không ngừng có lửa nóng năng lượng. Tiến vào trong trận pháp, cuối cùng chui vào hai người bọn họ bên trong thân thể, hai người bọn họ vốn là người bình thường, bọn hắn cũng không hề phát hiện cái này dị tượng. Nơi này là hỏa diễm ma ngư xào huyệt, rất nhiều nơi đều là tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng, mà Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ, thân thể của bọn họ lại như hai khối tử như sắt thép, không ngừng hấp dẫn hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên trong hỏa thuộc tính năng lượng. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng rồi. Cuối cùng, từ bên trong thân thể của bọn họ lao ra khỏi nhất cổ phi phàm thật khí thế, trực tiếp đem Diệp Thần Phong bố trí trận pháp cho tách ra rồi. Đồng thời tại hai người bọn họ trên MU bàn tay xuất hiện một mảnh ngọn lửa màu đỏ đồ án. Trận pháp được tách ra thời điểm, vừa vặn là Trình Cao Vinh đi qua nơi này thời điểm. Không có trận pháp ngăn cản, Trình Cao Vinh tự nhiên là nhìn thấy Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông rồi, làm hắn nhìn thấy này đôi tỷ đệ trên MU bàn tay hỏa diễm đồ án, sau đó hắn lập tức trở nên hưng phấn lên, chuyện này đối với không có một chút nào thực lực tỷ đệ, dĩ nhiên thức tỉnh rồi linh hỏa thần thể. Linh hỏa thần thể là viễn cổ thời đại một loại thể chất. Hẳn là Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông tổ tiên có người thức tỉnh qua linh hỏa thần thể, cho nên tại trong máu của bọn họ cũng có một phần có thể thức tỉnh sức mạnh, tại hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên trong, vừa vặn gặp thức tỉnh thời cơ. Này thức tỉnh thể chất, căn bản cùng thực lực bản thân không quan hệ, thậm chí không có bất kỳ một tia thực lực, đồng dạng là có thể thức tỉnh. Mà Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cha mẹ của chưa từng có thức tỉnh qua loại này linh hỏa thần thể, bọn hắn hẳn là không có gặp phải thức tỉnh thời cơ. Trình Cao Vinh đem này đôi tỷ đệ mang đi, hắn nhưng không phải là vị yếu bồi dưỡng này đôi tỷ đệ, mà là linh hỏa thần thể người, đối với hắn dư người tu luyện cũng có tác dụng to lớn. Cho nên, Trình Cao Vinh lão đầu này mới hội hưng phấn như thế. Chương 2310, này vẫn tính gặp may mắn. Phàm là thức tỉnh rồi linh hỏa thần thể người, dòng máu của bọn họ cùng nhục thân bên trong hội ẩn giấu một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh. Chỉ là đem có được linh hỏa thần thể người, dùng đặc thù nào đó thủ đoạn luyện hóa thành huyết thủy. Đem luyện hóa huyết thủy uống vào trong bụng, người tu luyện tại trên thân thể là có thể đạt được nhất định tăng lên. Nếu như đụng tới số may người, như vậy đang uống huyết thủy sau, thậm chí còn có thể thức tỉnh linh hỏa thần thể. Dù sao này linh hỏa thần thể nhưng không đơn thuần là cho người đến luyện hóa và dùng, phàm là nắm giữ linh hỏa thần thể người, đang tu luyện khắp mọi mặt đều sẽ so với phổ thông thể chất người nhanh chóng, quan trọng nhất là linh hỏa thần thể người, bọn hắn đối khống hỏa năng lực cực kỳ am hiểu, cho nên rất nhiều luyện dược sư cùng luyện khí sư, bọn hắn đều hy vọng mình có thể thức tỉnh linh hỏa thần thể. Điều khiển hỏa diễm năng lực, đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư tới nói là vô cùng trọng yếu. Đây mới là Trình Cao Vinh phải đem Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ mang ra ngoài nguyên nhân, đem linh hỏa thần thể luyện hóa thủ đoạn phi thường phức tạp, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản kết thúc không thành, hắn nhất định muốn mượn phù không thành hai vị khác thành chủ sức mạnh, bằng không hắn mới sẽ không khiến người ta phân đi một chén canh. Lần này tới hỏa diễm ma ngư xào huyệt, tuy nói là tổn thất nặng nề, nhưng đối với Trình Cao Vinh tới nói Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, đây là hắn thu hoạch lớn nhất rồi. Để trong lòng hắn chút khó chịu đó hoàn toàn vô ảnh vô tung. Trình Cao Vinh cấp tốc cắt muốn trở về phù không thành rồi, hắn đem linh thuyền tốc độ chạy đã đến cao nhất. Mà một bên khác, chính ở phía sau liên tục truy đuổi Diệp Thần Phong, tốc độ của hắn tuy nói cũng không chậm, nhưng Trình Cao Vinh so với hắn trước phải được rồi rất lớn đoạn thời gian, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn truy đuổi đến linh thuyền là không có khả năng lắm rồi. Diệp Thần Phong trong lòng vẫn tương đối lo lắng Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, này đôi tỷ đệ vẫn là cho hắn tốt vô cùng ấn tượng. Khi hắn sử dụng tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng tốc độ tăng lên thời điểm, hắn bên trong đan điền thanh viêm đột nhiên biến nóng nảy chuyển động. Diệp Thần Phong đan điền nhất thời cảm giác một trận xé rách vậy đau nhức. Cảm ứng tình huống bên trong đan điền, chỉ thấy thanh viêm ba màu hỏa diễm ở trong đan điền không ngừng khắp nơi tán loạn đi loạn. Hỏa diễm đưa hắn toàn bộ đan điền đều tràn ngập lên, dường như muốn đem đan điền của hắn đều đốt thiêu hủy bình thường.
Diệp Thần Phong lập tức cùng Thanh Viêm câu thông lên, nhưng Thanh Viêm không có bất kỳ hồi phục. Hỏa diễm nhưng vẫn là tại đan điền của hắn bên trong lan tràn. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, xem ra lần này Thanh Viêm nhiệt độ tăng lên quá mãnh liệt rồi, lại tăng thêm nó lại khóa nhập ba màu hỏa diễm hàng ngũ, nó cái kia ba loại màu sắc hỏa diễm trong lúc đó. Giống như là sinh ra một loại bài xích, người tận lực đem linh khí hướng về đan điền của mình bên trong tập trung, thử đi dùng sức mạnh của ngươi để này ba loại màu sắc hỏa diễm triệt để dung hợp. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thanh Viêm hội trong chớp mắt có biến hóa như thế, đây cũng quá đột nhiên rồi, trước hắn hoàn toàn không có phát hiện Thanh Viêm có bất kỳ khác thường gì. Diệp Thần Phong không thể không đình chỉ truy đuổi rồi, nếu như bỏ mặc bên trong đan điền Thanh Viêm không quan tâm, như vậy đan điền của hắn rất có thể liền phải gặp tai ương. Lợi dụng linh khí của mình không ngừng dung hợp ba màu Thanh Viêm, tại Diệp Thần Phong linh khí từ từ tác hợp dưới, ba loại màu sắc mới từ từ an ổn mới đến, cuối cùng khi hắn dưới sự hướng dẫn, ba màu Thanh Viêm là hoàn toàn an ổn. Cảm thụ Thanh Viêm trạng thái, Diệp Thần Phong cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra muốn đem Thanh Viêm đào tạo thành ngọn lửa bảy màu, nhất định là không dễ dàng. Trống trơn là ba màu hỏa diễm lẫn nhau trong lúc đó sẽ có bực này bài xích tính rồi. Tại Thanh Viêm an ổn xuống sau, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng về phù không thành phương hướng đạp không mà đi. Hơn hai ngày chính là thời gian thoáng qua liền qua, tại đã trải qua hơn hai ngày chạy đi sau, Diệp Thần Phong thân ảnh đi tới phù không thành bên ngoài kết giới mặt. Tại Diệp Thần Phong đi tới phù không thành bên ngoài kết giới mặt lúc, vừa vặn có hai người từ phù không thành trong kết giới đi ra. Hai người kia đứng ở một chiếc cỡ nhỏ rách nát linh trên thuyền. Nhìn kỹ, hai người này vẫn là Diệp Thần Phong người quen cũ. Này không phải là Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa Ma. Trước đó Diệp Thần Phong tại Mê Chi bên trong không gian, trước hết gặp phải hai cái người tu luyện. Bọn hắn khởi điểm là muốn đem Diệp Thần Phong mang về phù không thành, dùng này đem đổi lấy điểm cống hiến. Cuối cùng điểm cống hiến không có đổi được, trái lại trả lãng phí một khối linh thạch thượng phẩm. Này để cho bọn họ lúc đó đem lửa giận toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, tại đem Diệp Thần Phong ném vào chỗ đổ rác thời điểm, Vương Tinh Hỏa trả lại Diệp Thần Phong ngực đến rồi như vậy một trường, nếu không phải Diệp Thần Phong có tinh không chi thạch lấy tư cách trái tim của hắn nhất định là sẽ bị này Vương Tinh Hỏa cho dung ra vết rạn nứt tới. Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa sớm đã đem Diệp Thần Phong ném ra sau đầu rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong bây giờ hẳn là chết rồi. Làm từ trong kết giới đi ra ngoài Vương Tinh Hỏa cùng Triệu Văn Chỉ nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, hai người bọn họ ánh mắt hơi dừng lại một chút, bởi Diệp Thần Phong đột phá đến thần vương cảnh sau. Trong tình huống bình thường khí thế của hắn đều là trong tự nhiên liếm, trừ phi cũng là thần vương cảnh cường giả, lúc này mới có thể cảm giác được trong cơ thể hắn khí thế, những người còn lại chỉ có khi hắn tương khí thế bước ra bên trong thân thể thời điểm, lúc này mới có thể cảm giác được. Vương Tinh Hỏa cùng Triệu Văn Chỉ cũng chỉ là địa thần cảnh thực lực người mà thôi, tỉnh hồn lại Vương Tinh Hỏa. Hắn bật thốt lên, người dĩ nhiên còn chưa chết, hơn nữa người gãy vỡ xương cùng gân mạch hoàn toàn khôi phục. Vương Tinh Hỏa giọng rượu lại trở nên hí hành hạ mấy phần, tiểu tử, làm sao? Ngươi là tới tìm chúng ta trả thù sao? Ngươi cốt linh ta đã sớm khảo nghiệm qua rồi, ngươi cái khu vực này khu 30 tuổi tiểu tử. Thực lực của ngươi liền ngay cả niết bàn cảnh cũng không thể đến A Hát. Để ra ra ta mở mang thực lực của ngươi, đừng nói ra ra ta không cho ngươi cơ hội. Triệu Văn Chỉ ung dung nhìn xem tất cả những thứ này, rất rõ ràng hắn cũng vẫn không có Thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt. Đổi lại bình thường, Diệp Thần Phong còn có thể cùng hai người này chơi một chút, nhưng hắn hiện tại không muốn làm trễ nãi thời gian, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông chạy vọt lên. Nội liễm ngập trời khí thế lập tức từ bên trong thân thể của hắn tăng vọt mà lên. Vương Tinh Hỏa chỉ cảm thấy hoa mắt, một tiếng, ngực của hắn cũng đã được Diệp Thần Phong xuyên thủng, hắn liền cuối cùng di ngôn cũng không có thời gian nói liền bị mất mạng. Diệp Thần Phong đạm mạc nói, lúc trước ta thừa nhận lấy ngươi một trường, bây giờ còn cho ngươi một trường, này làm công bằng. Ngược lại, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên đờ đẫn Triệu Văn Trì, nói coi như số ngươi gặp may. Hôm nay ta không có thời gian chơi với ngươi, cũng mau chút tiễn ngươi chầu trời nhé. Triệu Văn Chỉ là hoàn toàn được sợ tráng váng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong chỉ là 30 tuổi, rõ ràng, lại là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Rốt cuộc muốn không nên khuếch đại như vậy,
Đây coi là cái gì đích vận may a hát. Triệu Văn chỉ muốn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Thần Phong căn bản không có cho hắn cơ hội này. Cánh tay vung lên, một đạo kình phong nhanh chóng từ Triệu Văn chỉ trên cổ xẹt qua, căn bản không có cho hắn Nhiệm Hà thời gian phản ứng, trực tiếp đem đầu của hắn đem cắt xuống. Địa thần cảnh cường giả, tại bây giờ Diệp Thần Phong trước mặt, còn không phải giống như là gà đất chó sành như thế ma. Giải quyết căn bản là không tốn sức chút nào. Chương 2311, không tiếng động lửa giận. Tại đem Vương Tinh Hỏa cùng Triệu Văn Trì giải quyết sau, Diệp Thần Phong tại trên người bọn hắn thử thi triển Hải Nạp Bách Xuyên. Quả nhiên tại bước vào thần vương cảnh sau đó Hải Nạp Bách Xuyên công hiệu mức độ lớn giảm xuống, về sau phải dựa vào Hải Nạp Bách Xuyên tăng cao thực lực, có thể nói là vô cùng khó khăn. Này Hải Nạp Bách Xuyên chỉ thích hợp với thần vương cảnh lúc trước tu vi, tại bước vào thần vương cảnh sau đó bản thân năng lượng sẽ sinh ra một loại biến hóa, có thể nói bước vào thần vương cảnh sau đó tự thân trong cơ thể năng lượng có một loại đặc tính, từ đường bên trong cơ thể lấy ra năng lượng, không có cùng tự thân năng lượng loại kia đặc tính phù hợp điểm. Cho nên, tại bước vào thần vương cảnh sau đó lợi dụng Hải Nạp Bách Xuyên lấy ra còn lại người tu luyện năng lượng, bởi vì còn lại người tu luyện năng lượng không có cùng tự thân năng lượng vậy đặc tính, cho nên cho dù rút lấy, cuối cùng có thể hoàn toàn dung hợp cũng cực kỳ ít ỏi, thậm chí căn bản không có nổi chút tác dụng nào, xem ra sau này Hải Nạp Bách Xuyên đối với Diệp Thần Phong tới nói là không hề có tác dụng rồi. Diệp Thần Phong tiện tay từ Triệu Văn Trì trên người tìm ra, mở ra bao phủ phù không thành kết giới lệnh bài. Tại đem tự thân linh khí truyền vào lệnh bài bên trong, từ lệnh bài bên trong bạo phát ra một ánh hào quang, đạo hào quang này tại chạm vào kết giới sau. Tại kết giới thượng lập tức xuất hiện một lỗ hổng, Diệp Thần Phong lập tức tiến vào kết giới bên trong, đi tới phù không thành cửa thành. Hai tên thiên thần cảnh cường giả ở cửa thành canh gác, hai người này cũng không phải Diệp Thần Phong lần trước đã gặp rồi, canh gác cửa thành hẳn là có người thay phiên trao đổi. Hai tên thiên thần cảnh cường giả không có chú ý tới vừa vặn bên ngoài kết giới chiến đấu, thấy khí thế trong tự nhiên liếm Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng không cách nào cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chân thật. Tiến vào phù không thành là muốn giao nộp linh thạch, nhìn thấy Diệp Thần Phong căn bản không có yếu giao nộp linh thạch bộ dáng, cái này hai tên thiên thần cảnh cường giả, trên người bọn hắn nhất thời hung khí tràn ngập, chuẩn bị bất cứ lúc nào đem Diệp Thần Phong cho đánh chết. Diệp Thần Phong hiện tại một khắc cũng không muốn làm trễ nãi, thân ảnh của hắn lập tức hướng về trong cửa thành lao đi. Cái kia hai tên thiên thần cảnh người giữ cửa, từ bên trong cơ thể của bọn họ tản ra hung khí càng dày đặc rồi, tại bọn hắn muốn đem Diệp Thần Phong đánh gục thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên biến mất rồi. Đợi được Diệp Thần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tại trong cửa thành rồi. Mà cái kia hai tên canh gác cửa thành thiên thần cảnh cường giả, trên cổ của bọn họ đều nhiều hơn một cái tơ máu, cổ của bọn họ là hoàn toàn được cắt đứt, con mắt trừng lớn. Thân thể thẳng tắp đứng ngay tại chỗ. Tiến vào phù không thành Diệp Thần Phong. Phù không thành trên đường phố hầu như không có thực lực không có trở ngại người tu luyện. Tại Diệp Thần Phong thần niệm ở trong thành khuếch tán ra đến sau đó hắn lập tức cảm ứng được rất nhiều ngày thần cảnh người tu luyện đều tập trung vào mặt phía Bắc. Tại nào còn có tam đạo thần vương cảnh thật khí thế. Này tam đạo khí thế phải là đại thành chủ, nhị thành chủ cùng ba thành chủ rồi. Diệp Thần Phong chả cảm thấy Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông khí tức, hắn này mới xem như là yên tâm một điểm, chỉ cần Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông còn sống là tốt rồi. Chỉ là Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông khí tức thật giống làm yếu ớt. Hắn lập tức hướng về phù không thành mặt phía bắc đạp không mà đi. Mà ở phù không thành mặt phía bắc một mảnh to lớn trên đất trống. Ở trên không mà chính giữa xây dựng một cái trận pháp, mà Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đã bị quấn vào trong trận pháp hai cái trên trụ đá. Từ bên trong trận pháp trả dọc theo người ra ngoài từng cây dây nhỏ, những dây nhỏ này hướng về đất trống bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại trận pháp ở ngoài, ba thành chủ Trình Cao Vinh lãnh đạm nhìn xem Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, tại Trình Cao Vinh trở về phù không thành sau đó hắn lập tức cùng hai vị khác thành chủ chạm mặt. Hai vị khác thành chủ khi biết linh hỏa thần thể sau đó bọn hắn cũng cực kỳ có hứng thú, cho nên lập tức liền động thủ phải đem Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đã luyện hóa được. Tại Trình Cao Vinh bên cạnh còn có hai cái khuôn mặt lãnh đạm lão đầu, trong đó một cái thần vương cảnh đỉnh phong là đại thành chủ Đàm Mộc Nhai, một cái khác thần vương cảnh hậu kỳ chính là nhị thành chủ Sở Quang Thiên.
tại xung quanh chỗ đất trống còn đứng ở rất nhiều ngày thần cảnh người tu luyện. Xem ra phù không thành phần lớn thiên thần cảnh người tu luyện toàn bộ tập trung tới nơi này. Muốn luyện hóa linh hỏa thần thể, quá trình là cực kỳ phức tạp, trải qua ba vị thành chủ sau khi thương nghị, chỉ dựa vào ba người bọn hắn chả là cực kỳ không an toàn, cho nên bọn hắn mới tụ tập đến nhiều ngày như vậy thần cảnh người tu luyện. Tại giữa đất trống giữa cấu tạo trận pháp, này chính là chuyên môn dùng cho luyện hóa Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông. Bây giờ trận pháp đã từ từ mở ra. Chỉ chờ tới lúc trong trận pháp có hào quang màu đỏ vọt lên, Đàm Mộc Nhai, Sở Quang Thiên, Trình Cao Vinh cùng ở đây còn lại thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn hội đồng thời hướng về trong trận pháp truyền vào năng lượng, để trận pháp vận chuyển tới cao nhất, như vậy kinh qua ước chừng sau nửa giờ. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông liền sẽ hoàn toàn bị luyện hóa thành huyết thủy rồi. Bây giờ nằm ở bên trong trận pháp, bị trói tại thạch trụ thượng Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, trận pháp đã mở ra. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khó chịu, phảng phất bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều đang chậm chậm đã hòa tan. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông mũi cùng trong miệng khí tức suy yếu cực kỳ. Môi của bọn họ khô nứt ra, hai người bọn họ trong con ngươi toàn bộ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tào Tiểu Đông môi giật giật, từ trong cổ họng hắn phát ra hư nhược âm thanh tỉ, ngươi nói Diệp đại ca hội an toàn rời đi hỏa diễm ma ngư xào huyệt sao? Ngươi nói Diệp đại ca hội tới cứu chúng ta sao? Tào Vân Vi mấp máy môi khô khốc, nàng nói ta không hy vọng hắn tới tìm chúng ta rồi, hắn chỉ có địa thần cảnh thực lực. Hơn nữa hắn gân mạch vẫn không có khôi phục, cho dù hắn đến phù không thành, hắn cũng căn bản không tiến vào được nơi này, đừng nói là phía ngoài kết giới, coi như là canh gác cửa thành người cũng là thiên thần cảnh cường giả. Tào Tiểu Đông nghe vậy, hắn gật gật đầu, nói ra tỷ, ngươi nói không sai. Diệp đại ca tất nhiên thần cảnh tu vi người, lấy thực lực của hắn, hắn tối thiểu có thể tại mê chi bên trong không gian sinh tồn, hắn vẫn là không muốn về tới cứu chúng ta rồi, hy vọng Diệp đại ca có thể hảo hảo sống tiếp. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông là càng ngày càng suy yếu, bọn hắn hiện tại liền nói chuyện sức mạnh cũng nếu không có rồi, mũi cùng trong miệng khí tức là càng ngày càng khí gấp rút rồi, phảng phất lúc nào cũng có thể hội từng đứt đoạn khí đi. Đàm Mộc Nhai, Sở Quang Thiên hòa Trình Cao Vinh ba vị này thành chủ, bọn hắn đang nhìn đến Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông biến hóa sau đó bọn hắn biết hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có hào quang màu đỏ từ trong đó vọt lên rồi, đến lúc đó bọn hắn liền muốn toàn lực thôi thúc trận pháp. Đàm Mộc Nhai đối với chung quanh thiên thần cảnh người tu luyện, nói các vị, đem sức mạnh của các ngươi toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Mà đang ở Đàm Mộc Nhai tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Trên bầu trời một đạo kình phong thổi qua. Quần áo phần phật Diệp Thần Phong, hắn xuất hiện tại giữa không trung, làm hắn nhìn thấy trên mặt đất trong trận pháp Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, cảm giác được này đôi tỷ đệ tình huống sau đó con mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo một mảnh, trên mặt hắn không có một chút nào biểu lộ, bên trong thân thể thật khí thế cũng không có điên cuồng trào ra, thật giống hoàn toàn nằm ở một loại hào không gợn sóng trạng thái. Có một loại phẫn nộ gọi là không tiếng động phẫn nộ. Thường thường không tiếng động phẫn nộ so với có tiếng phẫn nộ càng thêm đáng sợ. Chương 2312, chỉ đến như thế. Diệp Thần Phong tại trên bầu trời sau khi xuất hiện. Ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến giữa không trung. Hầu như tất cả mọi người đang nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung người rốt cuộc là ai. Diệp Thần Phong cánh tay hướng về dưới đáy trong trận pháp trên trụ đá vung lên. Hai luồng nhu hòa sức mạnh nhất thời hướng về phía dưới lao đi. Cái này hai cỗ nhu hòa sức mạnh lập tức đem Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông trên người bó. Trói buộc mở ra, đem hai người bọn họ đẩy lên trận pháp ở ngoài, rơi xuống trận pháp bên ngoài trên mặt đất. Lấy Diệp Thần Phong trận pháp trình độ, hắn một mắt liền xuyên thủng trên mặt đất trận pháp lỗ thủng, cho nên hắn mới có thể dễ như ăn cháo. Dùng sức mạnh của mình đem Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ đẩy ra trong trận pháp. Tại Diệp Thần Phong xuất hiện tại giữa không trung thời điểm, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên hai người này, bọn hắn cũng lập tức nhìn ra Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông thức tỉnh rồi linh hỏa thần thể, khó trách bọn hắn hai cái sẽ bị Trình Cao Vinh mang đi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên đối Diệp Thần Phong giải thích một lần linh hỏa thần thể tác dụng. Đàm Mộc Nhai, Sở Quang Thiên hòa Trình Cao Vinh ba người này, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong tiện tay vung lên,
là hắn có thể đủ nhìn ra trận pháp này bên trong sơ hở, đem Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đẩy ra trận pháp, tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên. Bị đẩy ra trận pháp Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, hai người bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong rồi, đang nhìn đến Diệp Thần Phong đến từ lúc đến đây, mới bắt đầu bọn họ là một hồi cảm động, nhưng cảm động sau lại là vô tận lo lắng, bọn hắn thân là người bình thường, bọn hắn cảm giác không ra Diệp Thần Phong thực lực, bọn hắn không biết thân là địa thần cảnh Diệp Thần Phong, rốt cuộc là làm sao lẻn vào Phù Không Thành. Tại thoát ly trận pháp sau đó Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông bên trong thân thể khó chịu nhất thời giảm bớt, bọn hắn nhìn xem giữa không trung Diệp Thần Phong, bọn hắn biết Diệp Thần Phong gân mạch hẳn là khôi phục, nhưng cho dù như thế. Địa thần cảnh Diệp Thần Phong lại tại sao có thể là thần vương cảnh ba vị thành chủ đối thủ, trong đó Tào Vân Vi dùng hết sức mạnh, ngữ khí hư nhược hô, Diệp Thần Phong. Người đi mau, người không cần quản chúng ta. Tào Tiểu Đông tại sửng sốt một chút sau. Hắn cũng lập tức quát, Diệp đại ca, ta tỷ nói không sai, người nhanh lập tức rời đi nơi này. Đàm Mộc Nhai, Sở Quang Thiên Hòa Trình Cao Vinh này ba cái lão đầu, bọn hắn nhưng cũng là thần vương cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên là có thể cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế, trong đó Trình Cao Vinh vẫn nhớ Diệp Thần Phong, này Diệp Thần Phong không phải là trước đó cùng này đôi tỷ đệ cùng nhau mồi câu ma. Này Diệp Thần Phong cần phải cũng chính là một cái bình thường người. Làm sao trong nháy mắt liền thành thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Trình Cao Vinh đối Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên đơn giản xiển thuật một cái thân phận của Diệp Thần Phong. Hắn lập tức rồi hướng giữa bầu trời Diệp Thần Phong, quát lên, không ý nghĩ gì tại chỗ đổ rác trả ẩn giấu đi nhân vật như ngươi. Đường đường thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thoát ly trận pháp Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, hai người bọn họ đang nghe được Trình Cao Vinh lời nói sau. Bọn hắn không khỏi đột nhiên sững sờ. Diệp Thần Phong cũng không phải địa thần cảnh cường giả, mà là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông biết Trình Cao Vinh tuyệt đối sẽ không ăn nói linh tinh, nói cách khác Diệp Thần Phong đúng là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa là 30 tuổi thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Này hoàn toàn lật đổ Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông nhận thức, bọn hắn cho dù chưa từng đi thế giới bên ngoài. Bọn hắn cũng biết cho dù tại thế giới bên ngoài, muốn đến thần vương cảnh. Khẳng định cũng cần tháng năm dài đằng đẵng, mà Diệp Thần Phong cũng tại 30 tuổi liền đến thần vương cảnh rồi, bởi vậy này đôi tỷ đệ suy đoán. Diệp Thần Phong tại thế giới bên ngoài khẳng định cũng là một cái nhân vật nổi tiếng. Nhưng ba vị thành chủ trong, thực lực thấp nhất cũng có thần vương cảnh trung kỳ, nhưng Diệp Thần Phong chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ AH. Bọn hắn biết tại thần vương cảnh bên trong. Muốn vượt cấp chiến thắng đối thủ, đây cơ hồ là không thể nào. Suy yếu vô cùng Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, trong lòng bọn họ vì Diệp Thần Phong lo âu, Tào Vân Vi lần nữa hô, Diệp Thần Phong, người đi mau, người đi mau. Diệp Thần Phong nhìn về phía trên mặt đất Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông. Hắn bình tĩnh mà lại kiên định nói ra, ta nói rồi hội bảo vệ các ngươi tỷ đệ, ta Diệp Thần Phong cũng không thích lật lọng. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Diệp Thần Phong đưa mắt như ngừng lại ba vị thành chủ trên người. Khi hắn từ Lão Bạch cùng Lão Hắc trong miệng được linh hỏa thần thể, cùng với ba vị này thành chủ tại làm hoạt động sau. Hắn lửa giận trong lòng là vô hạn tăng vọt, nếu như hắn tại muộn một hồi lời nói, như vậy e sợ này đôi tỷ đệ liền muốn biến thành huyết thủy, sau đó được mấy tên khốn kiếp này cho phục dụng. Trong gân mạch linh khí dòng sông cực hạn vận chuyển, cuồn cuộn thần vương cảnh sơ kỳ khí thế phân tán mà ra, Diệp Thần Phong giờ khắc này giống như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Dưới đáy trên đất chống thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn khi biết Diệp Thần Phong chính là thần vương cảnh sau đó bọn hắn cũng không dám đi xông pha chiến đấu rồi, bọn hắn đối mặt thần vương cảnh cường giả, cuối cùng chỉ có là chịu chết phần. Đàm Mộc Nhai, Sở Quang Thiên Hòa Trình Cao Vinh ba người này. Nói thật bọn hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong là thần vương cảnh sơ kỳ sau, bọn hắn vẫn không có quá mức lưu ý, dù sao ba người bọn họ trong, bất luận một ai thực lực đều tại Diệp Thần Phong bên trên. Trình Cao Vinh cười lạnh nói, lão đại, lão, hai, liền để cho ta tới động thủ giải quyết tiểu tử này đi. Cho là mình là thần vương cảnh sơ kỳ, hắn liền không biết trời cao đất rộng sao. Trong khi nói chuyện, Trình Cao Vinh lập tức đạp không lên đồng thời. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng đã sớm thúc chuyển động,
Về phần Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên còn thật sự không chuẩn bị động thủ, dưới cái nhìn của bọn họ Trình Cao Vinh tu vi so với Diệp Thần Phong cao hơn, phải giải quyết Diệp Thần Phong cũng không thành vấn đề. Từ Trình Cao Vinh bên trong thân thể tản ra một loại màu đen linh khí. Tại loại này màu đen linh khí trong tràn đầy cực hạn hung khí, như cùng đi từ ở địa ngục ma quỷ khí tức. Từng tầng cường hãn sóng linh khí, từ bên trong thân thể của hắn dập dờn mà ra. Từ sau lưng hắn hiện lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông hư ảnh ảo giác, này khiến trên mặt đất ngoại trừ Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên chi ngoại, tất cả mọi người lâm vào một loại vẻ mặt sợ hãi bên trong. Trình Cao Vinh yếu thi triển chính là của hắn mạnh nhất bí pháp sát nguyên quỷ trường. Này sát nguyên quỷ trường chính là ngũ tinh bí pháp, tại phù không thành cùng chỗ đổ rác người đều là biết Trình Cao Vinh một chiêu này. Có người nói một chiêu này power cực kỳ to lớn, thậm chí có thể miểu sát cùng đẳng cấp người tu luyện, đương nhiên những này chỉ là phù không thành cùng chỗ đổ rác người nghe nói sự tình mà thôi. Trên mặt đất Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông tại thấy cảnh này sau, hai người bọn họ trong nháy mắt nín thở, bọn hắn tuy rằng làm hy vọng Diệp Thần Phong có thể đỡ một chiêu này, nhưng một chiêu này quá cường đại, hai người bọn họ lúc trước cũng là có nghe thấy. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Trời đang nhìn đến Trình Cao Vinh trực tiếp thi triển sát nguyên quỷ trường, hai người bọn họ khẽ mỉm cười, trong đó Sở Quang Thiên Đạo, Lão Tam vừa ra tay chính là sát chiêu, xem ra không có trò hay để nhìn, chúng ta có thể tiếp tục tay luyện hóa hai cái này linh hỏa thần thể người rồi. Đạp không lên Trình Cao Vinh, bàn tay hắn mãnh liệt vỗ ra. Một con lớn vô cùng bàn tay màu đen ấn ngưng tụ mà thành, hướng về Diệp Thần Phong tấn mãnh gào thét tới, dường như muốn đem vùng thế giới này đều cắn nuốt bình thường. Tiểu tử, an tâm lên đường thôi, Trình Cao Vinh cười lạnh nói. Đối mặt to lớn bàn tay màu đen ấn, Diệp Thần Phong sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh cực kỳ. Này sát nguyên quỷ trưởng tuy nói là ngũ tinh bí pháp, nhưng Diệp Thần Phong tại bước vào thần vương cảnh sơ kỳ sau đó chiến lực của hắn cùng sức phòng ngự là tăng lên trên diện rộng rồi, ở trong mắt hắn này Trình Cao Vinh sức chiến đấu quá kém, nhiều nhất giống như là vậy thần vương cảnh trung kỳ cường giả, có thể là bởi tại mê chi bên trong không gian lâu nguyên nhân, nơi này tài nguyên khuyết thiếu, người tu luyện tu vi và sức chiến đấu tự nhiên là không bằng phía ngoài người tu luyện rồi. Cho nên, Trình Cao Vinh một trưởng này nhìn như mạnh mẽ, nhưng trong đó lại cho Diệp Thần Phong một loại phù phiếm cảm giác. Diệp Thần Phong đem quanh thân phòng hộ ra chỉ tới được đỉnh phong, huống hồ cơ thể hắn cường độ nhưng là so với thần tôn cảnh trung kỳ cường giả rồi. Oanh, một tiếng. Hắn liền đứng như vậy trực tiếp để màu đen cự đại thủ trưởng ấn cắn nuốt mất rồi. Tại Trình Cao Vinh cho rằng Diệp Thần Phong là tất chết rồi, khi hắn muốn yếu lại mở miệng cười gần thời điểm. Một đạo lạnh giọng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lẽ nào ngươi liền chút thực lực này sao? Xem ra thần vương cảnh trung kỳ cũng chỉ đến như thế. Chương 2313, muốn giảng hòa. Diệp Thần Phong lạnh lẽo mà lại thanh âm đạm mạc vang vọng ở trong không khí. Ở đây sắc mặt của mọi người toàn bộ đều hơi đổi. Giữa bầu trời khủng bố mà lại to lớn bàn tay màu đen ấn tản đi rồi, Diệp Thần Phong thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ thấy thừa nhận lấy Trình Cao Vinh sát nguyên quỷ trưởng Diệp Thần Phong, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả quần áo đều không có tổn hại. Tuy nói dài hạn tại mê chi bên trong không gian, Trình Cao Vinh đám người linh khí có phần phù phiếm rồi, thực lực không sánh được bên ngoài thế giới thần vương cảnh trung kỳ cường giả, nhưng này sát nguyên quỷ trưởng tốt xấu cũng là ngũ tinh bí pháp AH. Trình Cao Vinh khóe miệng cười gần trong phút chốc cứng ngắc ở. Hắn không dám tin chừng lên giữa bầu trời hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong sở dĩ có thể cứng rắn chống đỡ qua sát nguyên quỷ trưởng, đó là bởi vì hắn sức quan sát cùng năng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Tại một chiêu này sát nguyên quỷ trưởng công kích tại Diệp Thần Phong trên người trước một giây loại, thân ảnh của hắn vi vi di động một ít, hắn trực tiếp xuyên thủng một trưởng này bên trong tối phủ phía một vị trí, lại tăng thêm bản thân hắn sức phòng ngự cùng nhục thân cường độ các loại nhân tố. Này mới khiến hắn có thể cuối cùng hoàn toàn không tổn hại đỡ này sát nguyên quỷ trưởng. Tại Diệp Thần Phong chịu đựng sát nguyên quỷ trưởng thời điểm, bàn tay phải của hắn cũng đã sớm trở mình quay vòng lên. Bây giờ Diệp Thần Phong trên lòng bàn tay đã là tản ra ngập trời khủng bố uy năng rồi, hắn bốn phía không gian cũng là không ngừng vặn vẹo, từng tầng mãnh liệt sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán.
tại tất cả mọi người rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, Diệp Thần Phong đã hướng về Trình Cao Vinh vỗ ra bàn tay phải. Long thần phiên thiên ấn, hai ấn nhưng hám địa. Này long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn, đồng dạng cũng là thứ thiệt ngũ tinh bí pháp. Diệp Thần Phong một chưởng này đánh ra. Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, dưới đáy trên đất trống lập tức xuất hiện, từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt. Những này vết rạn nứt dường như mạng nhện giống như, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán mà đi. Mặt đất cũng run run lợi hại. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một con to lớn năng lượng màu xanh giấu bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, chính hướng về Trình Cao Vinh đánh tới. To lớn năng lượng màu xanh giấu bàn tay tốc độ cực cực kỳ nhanh, cho tới tỉnh hồn lại Trình Cao Vinh, hắn muốn tránh né cũng không kịp rồi, hắn có thể cảm giác được một chưởng này bên trong power. Hắn trong con người nổi lên điểm một chút sợ hãi, hắn chỉ có thể tại quanh thân ngưng tụ lại linh khí phòng hộ. Đồng dạng thân là ngũ tinh bí pháp. Diệp Thần Phong thi triển hai ấn nhưng hám địa, muốn so sát nguyên quỷ trưởng mạnh hơn rất nhiều lần, này làm cho trên mặt đất đại thành chủ Đàm Mộc Nhai cùng nhị thành chủ Sở Quang Thiên sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Xì xì, một tiếng. Tại to lớn năng lượng màu xanh giấu bàn tay áp bức hướng về Trình Cao Vinh thời điểm. Chỉ thấy Trình Cao Vinh quanh thân linh khí phòng hộ trong nháy mắt được phá đi. Sát theo đó, toàn bộ to lớn năng lượng màu xanh giấu bàn tay, nhất thời vỗ vào Trình Cao Vinh trên người, đem cả người hắn hướng xuống đất thượng áp bức đi xuống. Lại là oanh, một tiếng. Trình Cao Vinh được một chưởng này hung hăng vỗ vào trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời bụi đất tung bay, đợi đến bụi bặm từ từ tản đi sau. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái lớn vô cùng giấu bàn tay hố nhỏ. Mà Trình Cao Vinh liền thân ở cái này hố nhỏ bên trong. Giờ phút này Trình Cao Vinh nơi nào còn có cái gì ba thành chủ phong độ. Toàn thân hắn quần áo rách nát, da trên người thượng cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đường vân nhỏ, toàn thân hắn rất nhiều xương toàn bộ vỡ vụn, cả người máu me đầm đìa, mũi cùng trong miệng khí tức lúc có lúc không, hắn đan điền cũng bị một chưởng này cho làm vỡ nát. Có thể nói Trình Cao Vinh hoàn toàn biến thành một người phế nhân, lấy hắn bây giờ tình huống, hắn căn bản sống không qua một ngày, hắn liền sẽ hoàn toàn tắt thở mà chết. Nguyên bản tại trên bầu trời Diệp Thần Phong, hắn đang sử dụng xong một chưởng này sau. Thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ trước mặt. Này đôi tỷ đệ nhìn xem hố nhỏ bên trong kéo dài hơi tàn Trình Cao Vinh, hai người bọn họ chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. Phải biết ba thành chủ thành Trình Cao Vinh, tại bọn hắn chỗ đổ rác trong mắt người, có thể nói là như thần thực lực tồn tại, huống hồ thần vương cảnh trung kỳ thực lực, tuyệt đối là đủ mạnh mẽ được rồi. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là kết quả như thế. Diệp Thần Phong không những lông tóc không hao tổn đã ngăn được Trình Cao Vinh sát nguyên quỷ trưởng, cuối cùng lại vẫn trực tiếp một trưởng đem Trình Cao Vinh phế ngay lập tức. Này Trình Cao Vinh tại Diệp Thần Phong trước mặt thậm chí ngay cả chút nào sức phản kháng cũng không có. Chu vi yên tĩnh một mảnh. Những thiên thần cảnh đó người tu luyện, dưới chân bọn họ bước chân không khỏi lui về phía sau, bọn hắn cũng không muốn được tai bay vạ gió rồi. Đại thành chủ Đàm Mộc Nhai cùng nhị thành chủ Sở Quang Thiên. Hai người bọn họ cũng thật lâu không nói, bọn hắn không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Diệp Thần Phong một chiêu trực tiếp giải quyết Trình Cao Vinh, tuy nói thực lực của hai người bọn họ tại Trình Cao Vinh bên trên, nhưng bọn họ không có tử vừa vặn trong chiến đấu. Nhìn ra Diệp Thần Phong thực lực sâu cạn. Nói như vậy Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên, một cái là thần vương cảnh đỉnh phong, một người khác là thần vương cảnh hậu kỳ, lấy thực lực của hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ không e ngại Diệp Thần Phong, tại thần vương cảnh bên trong vượt cấp chiến thắng đối thủ đã ít lại càng ít. Nhưng Diệp Thần Phong đã lướt qua một ít cấp, một chiêu trực tiếp dây Trình Cao Vinh, này làm cho Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên tâm bên trong đoán không được rồi, bọn hắn cảm giác này Diệp Thần Phong rất quái dị. Bọn hắn có thể trở thành mê chi không giữa phù không thành thành chủ, trừ bọn họ ra thực lực mạnh mẽ ở ngoài, chả có bọn hắn đối mặt rất nhiều chuyện đều là tiểu tâm cẩn thận, bọn hắn vẫn đúng là sợ tại Diệp Thần Phong trước mặt lật thuyền trong mương. Bây giờ Trình Cao Vinh đã là phế bỏ. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không tìm được rời đi mê chi không giữa phương pháp xử lý, mà ở mê chi bên trong không gian, còn muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm không biết,
hiện tại thiếu một vị thần vương cảnh thành chủ, đây đối với Phù Không Thành an toàn tới nói, đây là một mầm họa lớn rồi. Đang suy nghĩ một lúc sau, Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên dùng truyền âm trao đổi một phen, bọn hắn cảm thấy để cho Diệp Thần Phong trở thành ba thành chủ là thích hợp nhất rồi, trong lòng bọn họ tuy rằng cũng lập tức muốn giết Diệp Thần Phong, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới, bọn hắn còn có thể lợi dụng một phen Diệp Thần Phong, dù sao nhiều năm như vậy thăm dò xuống, bọn hắn nắm giữ không ít mê chi không giữa sự tình, bọn hắn tìm tới một ít rời đi nơi này manh mối, nhưng này chút có manh mối địa phương đều là cực kỳ nguy hiểm. Để Diệp Thần Phong đi thăm dò không thể tốt hơn rồi. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên tại đã đạt thành nhất trí sau đó hai người bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, sắc mặt ra vẻ hiền lành lên, trong đó Đàm Mộc Nhai nói, vị tiểu huynh đệ này, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết này đôi tỷ đệ là bằng hữu của ngươi, ta nghĩ tiểu huynh đệ ngươi tới đến mê chi không giữ hẳn là sẽ không quá lâu ha. Chúng ta cho rằng ngươi làm thích hợp trở thành Phù Không Thành ba thành chủ, cùng chúng ta cùng đi quản lý Phù Không Thành, không biết tiểu huynh đệ ý của ngươi như thế nào. Tại Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên xem ra, Diệp Thần Phong hẳn là sẽ không cự tuyệt, dù sao hai người bọn họ là thần vương đỉnh phong cùng hậu kỳ, lẽ nào Diệp Thần Phong hội mạo hiểm cùng hai người bọn họ một trận chiến sao? Diệp Thần Phong dù sao chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ A-H. Chương 2314, Tiên Trấn Thiên Dưới. Phốc, hố nhỏ bên trong thoi thóp một hơi Trình Cao Vinh, hắn đang nghe được Đàm Mộc Nhai lời nói sau, từ miệng hắn bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên tuyệt tình như thế, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, trong con ngươi sinh cơ cũng đang nhanh chóng tản đi, cuối cùng trực tiếp bị tức sớm đi đời nhà ma rồi. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên căn bản không có để ý tới đi đời nhà ma Trình Cao Vinh. Nằm sau lưng Diệp Thần Phong trên mặt đất Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn biết đây là kết quả tốt nhất rồi, tuy nói Diệp Thần Phong miểu sát Trình Cao Vinh, thế nhưng Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang ngày thực lực, nhưng là so với Trình Cao Vinh còn cường đại hơn, đối mặt hai người kia liên thủ, Diệp Thần Phong phần thắng không lớn. Mà ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra, Diệp Thần Phong căn bản cũng không có cân nhắc, hắn trực tiếp mở miệng nói, làm sao? Các ngươi đây là tại giảng hòa sao? Bị ta giết chết lão đầu này, hắn nhưng là Phù Không Thành ba thành chủ, nguyên bản hắn còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi, kết quả được lời của các ngươi cho tức chết rồi, cái gọi là ân tình lạnh lùng, hôm nay thật ra khiến ta kiến thức một phen. Nếu như ta lại chậm đến một hồi, như vậy bằng hữu của ta cũng sẽ bị các ngươi luyện hóa thành huyết thủy rồi. Này một món nợ nhất định muốn cho ta hảo hảo tính toán một chút, ta chẳng qua là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi, mà hai người các ngươi là thần vương cảnh đỉnh phong cùng hậu kỳ, các ngươi đang lo lắng cái gì? Để cho ta tới đoán xem, chỉ sợ các ngươi là vẫn không có nhìn ra thực lực ta sâu cạn, nhưng để cho các ngươi quyết định không động thủ với ta nguyên nhân, hẳn là các ngươi nhìn chúng rồi thực lực của ta, muốn lợi dụng ta đi. Này Phù Không Thành ba thành chủ vị trí không phải là tốt như vậy ngồi a hát. Diệp Thần Phong hí hành hạ nhìn xem Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên. Hai cái này lão đầu được Diệp Thần Phong nói toạc ra trong lòng suy nghĩ, trên mặt bọn họ ôn hòa vẻ mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bọn hắn không có đối với Diệp Thần Phong động thủ, cũng chỉ là có chút lo lắng, còn có muốn lợi dụng Diệp Thần Phong mà thôi. Nhưng Diệp Thần Phong vừa vặn biểu hiện ra sức chiến đấu. Căn bản vô pháp để hai người bọn họ e ngại, Đàm Mộc Nhai sắc mặt âm trầm, bên trong thân thể linh khí lưu chuyển, tiểu tử, cho ngươi mấy phần màu sắc, ngươi vẫn đúng là cho chúng ta mở phường nhuộm. Ngươi đã như thế không thức thời, như vậy chúng ta liền lập tức tiễn ngươi lên đường. Màu xanh ra trời linh khí từ Sở Quang Thiên trong thân thể khuếch tán mà ra, mãnh liệt linh khí cuồn cuộn không đoạn, thật là của ngươi có phần bản lĩnh, nhưng thực lực của ngươi chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ. Ngươi liền thật sự tự tin như thế. Có thể chiến thắng chúng ta liên thủ, liền để cho chúng ta đến mở mang kiến thức một chút đi. Trong khi nói chuyện, Sở Quang Thiên hòa Đàm Mộc Nhai đồng thời biến mất ngay tại chỗ, hai người bọn họ thân ảnh đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong trước người, đồng thời hướng về Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền. Nắm đấm sinh ra kình khí, để không gian vi vi vặn vẹo, gào thét mà đến âm thanh. Đâm nhói màng tai, nhìn như bình thường công kích. Trong đó lại ẩn chứa Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên cực gây nên sức mạnh,
hai người bọn họ quả đấm dường như mãnh hổ xuống núi bình thường, dường như muốn đem Diệp Thần Phong xé nát bình thường. Nắm đấm vẫn không có tới gần, Diệp Thần Phong đã cảm giác được đụng vào trên người mình kình khí rồi, hắn quần áo trên người xuất hiện từng đạo vết xước, hai tay hắn nắm tay, chí tôn thập chuyển phát vung tới cực hạn, linh khí như hồng thủy, từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra xuất, hắn hai nắm đấm dường như rời dây cung cung tên. Đón nhận Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên quả đấm, ầm, ầm, hai tiếng, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau ba bước, Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên đồng dạng là lui về sau ba bước. Song phương thuần túy về sức mạnh công kích, cuối cùng dĩ nhiên không phân cao thấp, Diệp Thần Phong nhưng là đối mặt Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang ngày liên thủ A-Hát. Này Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên đồng dạng là có cùng trình cao vinh giống nhau thiếu hụt, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí cũng có chút phù phiếm rồi, xem ra dài hạn tại mê chi bên trong không gian sinh tồn, chuyện này với bọn họ sức chiến đấu đã tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Bằng không đối mặt thần vương cảnh đỉnh phong cùng hậu kỳ cường giả công kích, hắn hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên đang thăm dò tính công kích sau đó trong lòng bọn họ là một cái lộp bộp. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức mạnh cường đại như thế, bọn hắn khóe mắt vẻ mặt trở nên càng thêm che lấp rồi. Nếu như tại mê chi bên trong không gian bị trọng thương, bởi nơi này tài nguyên khuyết thiếu, e sợ sẽ đối với Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên cực kỳ bất lợi. Thậm chí tu vi của bọn họ hội rút lui cũng không nhất định, còn nữa tuy nói bọn hắn bí thuật vẫn không có thi triển, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng Diệp Thần Phong phải hay không cũng có lá bài tẩy. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên không muốn tại đánh cuộc một keo rồi, bọn hắn không muốn nắm tu vi của mình đùa giỡn, hai người bọn họ đồng thời lui về phía sau đến mấy chục gạo. Tại hai người bọn họ lui về phía sau thời điểm, cánh tay của bọn họ đã ở trong không khí vung múa. Tại toàn bộ phù không thành bên trong không khí lập tức sản sinh từng vòng sóng gợn. Sát theo đó, những này sóng gợn là càng ngày càng kịch liệt. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên bên trong thân thể linh khí nồng nặc phóng lên trời, tại phù không thành bầu trời được đột nhiên xé mở một đạo cự đại vết xước, từ nơi này lỗ lớn bên trong lao ra khỏi một tòa màu đen to lớn sơn nhạc hư ảnh. Này núi cao thật lớn từ chỗ rách bên trong lao ra sau đó đang không ngừng nhanh chóng ngưng tụ. Từ trong đó tản ra cực hạn chấn áp power. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên gần như cùng lúc đó quát lên, một sơn chấn thiên hạ. Tòa này uy lực cực lớn vô cùng sơn nhạc, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong chấn áp tới. Một cái sơn chấn thiên hạ chính là một loại công kích kiểu cơ quan, này chính là thông qua sớm bố trí năng lượng cùng đặc thù áo nghĩa, chỗ ngưng tụ mà thành công kích. Một cái sơn chấn thiên hạ lúc trước bố trí. Đó là vì phòng ngừa có mạnh mẽ hỏa diễm ma ngư hướng vào trong thành, trong tình huống bình thường là sẽ không mở ra một sơn chấn thiên hạ, bởi vì hắn tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Một khi mở ra một cái sơn chấn thiên hạ, như vậy bao phủ phù không thành kết giới liền sẽ trở nên mỏng yếu rất nhiều, dù sao phù không thành kết giới cũng là cần yếu năng lượng mạnh mẽ không ngừng chống đỡ. Trước mắt Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên khai khải một sơn chấn thiên hạ, bọn họ là không muốn có bất kỳ bất ngờ xảy ra. Bọn hắn không muốn tại mê chi bên trong không gian bị thương, cho nên đang thử thăm dò Diệp Thần Phong sức mạnh sau đó bọn hắn mới quyết định cho dù tiêu hao phù không thành bên trong năng lượng, bọn hắn cũng phải bắt đầu một sơn chấn thiên hạ, đem Diệp Thần Phong cho chấn áp mà chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngưng tụ to lớn màu đen cao sơn, tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong phủ xuống. Đối mặt hướng chính mình nắp xuống màu đen sơn nhạc, từ trong đó tản ra chấn áp khí thế. Dĩ nhiên để Diệp Thần Phong thân thể có phần cứng ngắc lại. Nhìn thấy hành động cứng ngắc Diệp Thần Phong, Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên đốn lúc lộ ra cười gằn, bọn hắn nhưng cũng là biết một sơn chấn thiên hạ power, coi như là hai người bọn họ đồng thời liên thủ, bọn hắn đồng dạng là trực tiếp sẽ bị một sơn chấn thiên hạ cho chấn áp mà chết, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong tất chết rồi. Đàm Mộc Nhai cười lạnh nói, tiểu tử, vừa vặn ngươi có còn sống cơ hội. Đáng tiếc ngươi tại sao phải một mực lựa chọn tử vong đâu này. Chiến lực của ngươi xác thực để cho chúng ta khiếp sợ, nhưng hết thảy đều đến đây chấm dứt rồi, ngươi có thể an tâm lên đường. Chương 2315, hung tàn. Trời giáng to lớn màu đen sơn nhạc, có một loại hủy thiên diệt địa khí thế mạnh mẽ. Ở đây những người còn lại toàn bộ sắc mặt kịch biến, này từ trên trời giáng xuống màu đen sơn nhạc, để cho bọn họ có một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Coi như là ở đây thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn cũng toàn bộ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,
hai chân bên trong giường như được tưới chỉ, bọn hắn bước không ra bất kỳ một bước nhỏ rồi. Sự bố trí này tại phủ không thành một sơn trấn thiên hạ, ngoại trừ ba vị thành chủ ở ngoài, chỉ có số rất ít người biết, cho nên giờ khắc này nhìn thấy một cái sơn trấn thiên hạ power, những thiên thần này cảnh cường giả tim đập loạn không ngớt, một cái sơn trấn thiên hạ power thật sự là quá mạnh mẽ, dùng một cái sơn trấn thiên hạ đối phó thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong. E sợ Diệp Thần Phong thực lực mạnh đến đâu hung hãn, cuối cùng cũng phải bị trấn áp mà chết rồi. Thân ở Diệp Thần Phong sau lưng trên mặt đất Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, hai người bọn họ con mắt cũng trợn lên lớn vô cùng, cảm nhận được to lớn màu đen sơn nhạc cực hạn trấn áp lực sau, hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từ khóe miệng của bọn họ không ngừng tràn ra tiên huyết đến, mắt nhìn bọn họ cũng phải bị trấn áp tại màu đen sơn nhạc bên trong rồi. Thân thể cứng ngắc, có phần hành động bất tiện Diệp Thần Phong, bàn tay của hắn hướng này đôi tỷ đệ đẩy một cái. Từ trong bàn tay của hắn lập tức tuôn ra nhất cổ nhu hòa sức mạnh. Này cỗ nhu hòa sức mạnh đem này đôi tỷ đệ sau này đẩy đi ra, để hai người bọn họ rời khỏi màu đen sơn nhạc bao trùm phạm vi. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông thấy Diệp Thần Phong đem bọn hắn đẩy đi ra, hai người bọn họ không ngừng dao động cái đầu. Một cái sơn trấn thiên hạ power quá cường đại, coi như là bọn hắn không có bất kỳ một điểm tu vi người bình thường, bọn hắn cũng có thể suy đoán ra. Một cái sơn trấn thiên hạ e sợ muốn so Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên liên hợp công kích cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Diệp Thần Phong tại mạnh mẽ như thế trấn áp lực lượng dưới, hắn còn có sống dưới khả năng tới sao? Cho nên, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông muốn cùng Diệp Thần Phong cùng chết, nhưng bọn họ không nghĩ tới tại loại nguy cơ này thời khắc, Diệp Thần Phong còn nghĩ tới bọn hắn, đem hai người bọn họ đẩy ra to lớn màu đen sơn nhạc bao trùm phạm vi. Xa xa Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên tại thấy cảnh này sau, trong đó Sở Quang Thiên cười lạnh nói, vẫn đúng là không nhìn ra, ngươi ngược lại là một cái người có tình nghĩa, đáng tiếc giống như ngươi vậy chính là chết nhanh nhất rồi. Lớn vô cùng màu đen sơn nhạc tới gần Diệp Thần Phong rồi, trong đó trấn áp lực lượng, để trên mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn nứt. Diệp Thần Phong bây giờ chỗ đứng, nơi đó mặt đất cũng toàn bộ lõm lún xuống dưới, khủng bố trấn áp lực lượng điên cuồng bạo phát. Toàn bộ phù không thành mặt đất toàn bộ rung động chuyển động. Diệp Thần Phong quần áo trên người nhanh chóng nứt ra, hắn ra trên người cũng xé rách, này cỗ trấn áp lực lượng giống như là đặc biệt nhằm vào hắn, hắn căn bản không kịp rời đi màu đen sơn nhạc bao trùm phạm vi, hắn từ màu đen trên núi lớn cũng cảm nhận được cực hạn sức mạnh cường hãn, này cỗ trấn áp lực dường như muốn đưa hắn cho trực tiếp ép thành thịt nát. Lấy hắn thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, muốn nổ nát này ngưng tụ màu đen sơn nhạc. Trừ phi hắn thi triển cuồng bạo. Nhưng cuồng bạo chỉ có 10 giây. Dựa vào 10 giây đồng hồ, hắn căn bản không khả năng giết chết toàn bộ phù không thành bên trong người tu luyện. Một khi 10 giây đồng hồ quá rồi, hắn liền sẽ tiến vào một loại trạng thái hư nhược, đến lúc đó sẽ phải nguy hiểm. Trên người xé rách ra thịt bên trên, không ngừng có máu tươi ròng ròng mà ra, Diệp Thần Phong trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong đầu của hắn nhưng là đã sớm hiện lên Long Thần Phiên Thiên Ấn Đệ Tam Ấn. Này đệ tam ấn nhưng là ngũ tinh bí pháp bên trên đỉnh cấp bí pháp, trước hắn nằm ở thiên thần cảnh thời điểm thử từng dùng tới một lần, đáng tiếc không có triệt để thi triển thành công. Bây giờ bước vào thần vương cảnh rồi, hắn khắp mọi mặt toàn bộ tăng lên trên diện rộng rồi. Oanh! Một tiếng, tại Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ thời khắc, màu đen to lớn sơn nhạc hoàn toàn phủ xuống, đem Diệp Thần Phong hung hăng đặt ở phía dưới. Toàn bộ phù không thành là lay động kịch liệt. Từ ngưng tụ màu đen trên núi lớn còn không ngừng có trấn áp lực lượng, xuống chút nữa mặt đánh tới, xem ra là đang không ngừng nát tan Diệp Thần Phong. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên hai người này, bọn hắn đang nhìn đến màu đen sơn nhạc đem Diệp Thần Phong trấn áp tại dưới đáy, sau đó hai người bọn họ khuôn mặt lộ ra một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Đàm Mộc Nhai lắc đầu nói, đáng tiếc, một cái sơn trấn thiên hạ tối hậu rõ ràng dùng tại tiểu tử này trên người, chúng ta phù không thành kết giới yếu bớt không ít. Xem ra yếu tại mê chi bên trong không gian thu thập năng lượng, dùng này đến bổ khuyết lần này tổn hao. Sở Quang Trời cũng tán đồng gật gật đầu, hắn khí thế trên người cũng thu liếm, xem ra hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong là chết. Chu vi còn lại thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn toàn bộ lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Được Diệp Thần Phong đẩy ra to lớn màu đen sơn nhạc phạm vi Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy bi thương vẻ. Ánh mắt của bọn họ thật chặt nhìn chăm chú vào to lớn màu đen sơn nhạc,
xem ra bọn hắn cũng biết tất cả những thứ này hẳn là triệt để trần ai lạc định. Cuối cùng Diệp Thần Phong đối mặt Phù Không Thành thành chủ, vẫn không có sáng tạo ra kỳ tích đến. Tuy nói Diệp Thần Phong là đã bị chết, nhưng Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên một chút cao hứng cũng không có. Lần này không chỉ có ba thành chủ Trình Cao Vinh chết rồi, hơn nữa liền một sơn chấn thiên hạ cũng dùng, này để cho bọn họ cảm thấy là thiệt thòi lớn rồi. Hai người bọn họ đưa mắt một lần nữa tập trung đến Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông trên người, hết thảy đầu nguồn đều là này đôi tỷ đệ đưa tới. Bọn hắn tự nhiên hay là muốn đem này đôi tỷ đệ luyện hóa thành huyết thủy, dùng này để đền bù một ít tổn thất. Tại hai người bọn họ muốn hướng về Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông lao đi thời điểm. Chỉ cảm thấy từ to lớn màu đen sơn nhạc dưới đáy có một cỗ sức mạnh kinh khủng lan tràn ra. Sát theo đó quát to một tiếng từ dưới đáy vang lên, Long Thần Phiên Thiên Ấn, Ba Ấn Khả Phá Thiên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo to lớn vết rách. Toàn bộ Phù Không Thành bầu trời dường như mạng nhện giống như. Cái kia ngưng tụ to lớn màu đen sơn nhạc, vốn là cực kỳ vững chắc, trong đó trấn áp lực lượng, thậm chí không cho bất luận người nào tới gần. Giờ khắc này, này ngưng tụ to lớn màu đen sơn nhạc nhanh rung động chuyển động, ở phía trên nứt ra rồi từng cái rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt. Oanh! Ầm! Ngưng tụ chỉnh tòa thật to màu đen sơn nhạc trong nháy mắt ở trong không khí tán loạn rồi. Một con cực kỳ to lớn hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay, từ hắn dưới đáy phóng lên trời, tại đem màu đen sơn nhạc cho phá hủy sau đó vọt thẳng hướng về phía trên bầu trời kết giới. Lại là oanh. Một tiếng, tại to lớn hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay đụng vào kết giới bên trên trong nháy mắt, toàn bộ bao phủ Phù Không Thành kết giới cũng trong nháy mắt bị phá ra rồi. Tại đem kết giới cũng phá tan sau đó cái này hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay vẫn không có tiêu tan. Hướng về Phù Không Thành bên ngoài bay ra ngoài, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Bất thình lình năng lượng giấu bàn tay cũng quá hung tàn đi nha. Không chỉ trực tiếp đem một sơn chấn thiên hạ cho phá, hơn nữa còn phá hủy bao phủ Phù Không Thành kết giới. Menu tạm thời chưa có chương sau. Chương 2316, rời đi biện pháp. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên dưới chân bước chân dừng lại. Hai người bọn họ không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Ở đây còn lại thiên thần cảnh cường giả trong nháy mắt cũng liền không dám thở mạnh một cái rồi. Nguyên bản tràn ngập bi thương Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, bọn hắn không hẹn mà cùng há to miệng. Cái kia tán loạn màu đen sơn nhạc dưới đáy, quần áo cực kỳ rách nát, cả người máu me đầm đìa Diệp Thần Phong, tay phải của hắn cánh tay giơ lên thật cao, bàn tay đối diện trên bầu trời. Rất rõ ràng vừa vặn cái kia năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay, chính là Diệp Thần Phong chỗ ngưng tụ mà thành. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên tâm bên trong nhiều hơn sợ hãi, lúc này bọn hắn đúng là hơi sợ, một sơn chấn thiên hạ hai người bọn họ liên thủ cũng không cách nào ứng phó, nhưng Diệp Thần Phong lại phá tan rồi một sơn chấn thiên hạ, hơn nữa còn đem bao phủ Phù Không Thành kết giới cho phá tan rồi, vừa vặn một trường kia bên trong đến cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng mạnh mẽ. Đây tuyệt đối không phải ngũ tinh bí pháp có thể cho thấy lực phá hoại rồi, nếu không phải ngũ tinh bí pháp, khó như vậy không được là trong truyền thuyết đỉnh cấp bí pháp. Cũng chỉ có đỉnh cấp bí pháp mới có thể phát huy ra cỡ này uy lực. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang ngày lá bài tẩy nhưng là không có Diệp Thần Phong một chiêu này cường hãn, có thể nói Diệp Thần Phong một chiêu này là hoàn toàn làm kinh sợ hai người bọn họ rồi. Long Thần Phiên Thiên Ấn, Đệ Tam Ấn Power cũng không phải là trưng cho đẹp. Tại bước vào thần vương cảnh sau đó thi triển đệ tam ấn, quả nhiên là thuận lợi không ít, dĩ nhiên thật sự được Diệp Thần Phong thành công phát huy ra, nhưng bên trong thân thể của hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Cánh tay phải giơ lên Diệp Thần Phong, hắn cũng không hề yếu đưa cánh tay buông ra ý tứ, trong cơ thể hắn linh khí đã cấp tốc tiêu hao, hắn nhất định muốn mau chóng giải quyết Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên, bằng không đến lúc đó trong cơ thể linh khí tiêu hao hầu như không còn, hắn liền muốn nguy hiểm. Tận dụng mọi thời cơ. Diệp Thần Phong dự định đem người bên trong cuối cùng hết thảy linh khí toàn bộ ép khô, dùng này đến lại triển khai một lần ba ấn khả phá thiên. Khẩu quyết tại thân thể người bên trong vận chuyển. Diệp Thần Phong trên mặt nhiều hơn phần tái nhợt, bên trong thân thể của hắn linh khí nhanh chóng sôi trào, nhất cổ dọa người sóng năng lượng, tại bàn tay của hắn bên trên nhanh chóng ngưng tụ. Từ bàn tay của hắn bên trong đột nhiên lao ra khỏi từng đạo năng lượng khổng lồ gió xoáy. Những này năng lượng mạnh mẽ gió xoáy,
làm cho phù không thành phía trên tàn tạ khắp nơi không gian trở nên càng thêm hư hại. Từng đạo màu đen không gian vết xước, tràn ngập ở phù không thành phía trên. Mạnh mẽ hủy diệt chi lực tại Diệp Thần Phong trên bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, giơ lên thật cao bàn tay phải bên trên, có thể là liên tục hai lần chịu đựng cực hạn sức mạnh, hắn bàn tay phải da thịt đang nhanh chóng nứt toác, chỉ là một hội thời gian, hắn chỉnh chỉ bàn tay phải triệt để trở nên máu me đầm đìa được rồi. Hắn không gian bốn phía không ngừng xoay chuyển, khiến người ta có phần nhìn không rõ rồi, trên bàn tay thật khí thế tụ tập đến cao nhất. Chung quanh hắn mặt đất cũng sớm liền không còn hình dáng, một mực tại không ngừng chìm xuống nứt toác. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên thấy cảnh này sau, hai người bọn họ sau lưng lạnh buốt, tuy nói bọn hắn chính là thần vương cảnh đỉnh phong cùng hậu kỳ, nhưng bọn họ cũng biết một mực thân ở mê chi bên trong không gian, bọn hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu đã sớm kém xa trước đây rồi, liền coi như bọn họ liên hợp thi triển từng người lá bài tẩy, chỉ sợ bọn họ hình thành phá hoại. Cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua Diệp Thần Phong. Đến giờ phút này rồi. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên là hoàn toàn nhận thức được Diệp Thần Phong khủng bố, chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi, không chỉ có giết thần vương cảnh trung kỳ Trình Cao Vinh. Lại đem phù không thành làm thành bộ dáng này, còn đưa hắn nhóm làm cho tình cảnh như thế, trong lòng bọn họ là biệt khuất lợi hại. Nhưng bọn họ biết bây giờ căn bản không kịp trốn. Tại bọn hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, Diệp Thần Phong khóe miệng cười gần hiện lên, nói, đừng nói cho ta các ngươi muốn yêu cầu tha. Các ngươi mới vừa rồi còn không là một bộ chính mình rất đáng gờm bộ dáng sao. Máu me đầm đìa bàn tay phải hướng về Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên đánh ra. Oanh, một tiếng. Long thần phiên thiên ấn, ba ấn khả phá thiên. Từ Diệp Thần Phong bàn tay bên trong bạo phát ra màu lửa đỏ linh khí. Những linh khí này dường như lao nhanh hồng thủy, hướng về Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên đánh tới. Tại đánh tới trong quá trình, lao nhanh vô cùng màu đỏ rực linh khí. Ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ thành, một cái cùng vừa vặn giống nhau như đúc hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên thấy thế, bọn hắn đồng thời thi triển ra từng người ngũ tinh bí pháp. Hung thú khai thiên, chỉ tay phải giết. Đàm Mộc Nhai linh khí ngưng tụ thành một đầu lớn vô cùng hung tàn màu đen hung thú, con thú dữ này mở ra cái miệng lớn như chậu máu, có một loại thôn phệ thiên địa thô bạo. Mà Sở Quang Thiên một chỉ điểm ra, một cái to lớn năng lượng màu trắng ngón tay nhất thời ngưng tụ mà thành. Màu đen hung thú cùng màu trắng cự ngón tay lớn, đồng thời đón nhận Diệp Thần Phong hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay. Oanh, một tiếng. Năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay. Trực tiếp đem Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang ngày ngũ tinh bí pháp, dễ như ăn cháo liền cắn nuốt mất rồi. Tại đem hắn sau khi cắn nuốt, màu đỏ rực năng lượng thật lớn giấu bàn tay, hướng đánh vào Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên trên người, tốc độ kia đã tới đỉnh phong, để hai người này căn bản là muốn tránh cũng không được. A hát, a hát, hai tiếng kêu thảm thiết từ hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay bên trong truyền ra. Đợi đến hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay tản đi sau đó Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang trời đã là ngã xuống đất không dậy nổi rồi, tuy nói đan điền không có bị chấn vỡ, nhưng bên trong thân thể bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Liên tục thi triển đỉnh cấp bí pháp, để Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí tiêu hao rồi, hắn hiện tại nhất định muốn nắm chặt thời gian, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên trước mặt. Bị nội thương nghiêm trọng. Không cách nào nhúc nhích Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên, bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhìn thấy Diệp Thần Phong tới gần, Đàm Mộc Nhai trong con ngươi bùng nổ ra lửa giận, nhưng lửa giận lập tức lại dập tắt, hắn nói tiểu tử, lần này là chúng ta nhìn lầm, ngươi giết chúng ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, chúng ta nhưng là nắm giữ rời đi mê chi không giữa rất nhiều đầu mối, lẽ nào ngươi không muốn nghe một chút sao? Diệp Thần Phong tay phải cùng tay trái không chút do dự phân biệt đặt tại Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang ngày phía bên trên đầu, hắn không muốn nhiều lời nữa, hắn lập tức đối hai người kia thi triển siêu hồn, một khi thi triển siêu hồn, là có thể lập tức biết được đối phương tất cả ký ức, nhưng được thi triển siêu hồn người, tại kết thúc siêu hồn sau sẽ biến thành nhược trí, thậm chí là thức hải tán loạn. Cái này siêu hồn là lão hắc truyền thụ cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đối Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên không có bất kỳ hảo cảm, đối hai người bọn họ thi triển siêu hồn, một điểm mặt trái tâm lý cũng sẽ không sinh ra.
Tại Diệp Thần Phong tra xét hai người kia ký ức lúc, Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng đang cảm giác hai người kia ký ức, rất nhanh Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh liền mở miệng nói, xem ra trí nhớ của bọn họ ngược lại là có không ít tác dụng, bọn họ đích xác là tìm tới rất nhiều manh mối, xem ra ngươi tên tiểu tử này rời đi nơi này là có biện pháp rồi. Chương 2317, Quái lạ quyển trục. Được Diệp Thần Phong siêu hồn sau, bị nghiêm trọng thương thế Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên, hai người bọn họ ánh mắt trở nên ngốc trệ, bọn hắn trong mi tâm thức hải xuất hiện từng đạo không cách nào bù đắp vết rạn nứt, nghiễm nhiên là không có chính mình năng lực suy tư rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí cũng cơ hồ là khô cạn rồi, nhưng trên người hắn vẫn là mạnh mẽ duy trì khí thế khổng lồ, hắn hai con mắt quét mắt chu vi ngây người thiên thần cảnh cường giả, quát, nếu không muốn chết, tại ba cái hô hấp bên trong, toàn bộ biến mất ở trước mắt ta. Diệp Thần Phong tiếng gào đánh thức. Ở đây chỗ có thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn giờ khắc này hầu như mất đi năng lực suy tính, bọn hắn biết phù không thành là triệt để biến thiên rồi, bọn hắn đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, chỗ có thiên thần cảnh cường giả toàn bộ rời khỏi. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong khí thế trên người lập tức tiêu tán, hắn hai chân mềm nhũn, thân thể tại sắp ngã trên mặt đất thời điểm, hắn hai bàn tay chống tại trên mặt đất, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Một bên nằm dưới đất Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, này đôi tỷ đệ sớm đã là ngây người như phỗng rồi, bọn hắn căn bản không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này, bọn hắn chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. Hồi tưởng lại lần thứ nhất tại chỗ đổ rác cùng Diệp Thần Phong gặp mặt, lúc trước Tào Vân Vi hoàn toàn là đối thế giới bên ngoài cảm thấy hứng thú, người mới hội ra tay cứu trị Diệp Thần Phong. Đối với lúc trước Diệp Thần Phong nói muốn báo đáp bọn hắn mà nói, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, nhưng này đôi tỷ đệ hiện tại biết tại sao Diệp Thần Phong lúc trước nói hội báo đáp bọn hắn, Diệp Thần Phong tuyệt đối có báo đáp bọn hắn tư bản. Diệp Thần Phong thở hổn hển mấy cái sau đó hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp. Vừa vặn hắn từ Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên trong đầu tìm thấy được rất nhiều hữu dụng. Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên từng ấy năm tới nay, bọn hắn chưa từng có buông tha. Tìm tới rời đi mê chi không giữa cửa ra vào. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, bọn hắn ngược lại cũng xác thực phát hiện không ít manh mối. Tại phù không thành mặt phía bắc phương vị, ở nơi đó có trôi nổi cự tảng đá lớn, tạo thành một tòa núi nhỏ, tại thấp trên núi có một hang núi. Ở trong sơn động có một cái hắc động lớn, căn cứ Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên trong đầu ký ức, bọn họ là nhiều lần tiến vào cái hắc động kia bên trong. Tại cái hắc động kia bên trong đơn độc tạo thành một vùng không gian, trong đó pháp tắc không gian phi thường đặc thù, thậm chí Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên bọn hắn nhiều lần cảm ứng được phía ngoài hơi thở, cho nên bọn hắn kết luận cái hắc động kia chính là rời đi mê chi không giữa quan ản vị trí. Chỉ là bọn hắn không phát hiện được huyền bí trong đó. Tại điều tức sau mấy tiếng, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí khôi phục không ít, khi hắn điều tức trong quá trình, không có bất kỳ người nào tới gần nơi này. Bây giờ Diệp Thần Phong chiến thắng ba vị thành chủ sự tình, hẳn là đã sớm tại phù không thành truyền ra. Khôi phục linh khí Diệp Thần Phong, hắn đi tới Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông bên cạnh, hai người bọn họ thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tại dùng linh khí của mình giúp này đôi tỷ đệ chữa thương sau đó này đôi tỷ đệ có thể từ mặt đất đứng lên đi lại. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông toàn bộ con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong đó Tào Tiểu Đông đối Diệp Thần Phong sùng bái là đạt tới đỉnh phong. Mà Tào Vân Vi nhưng là gò má vi vi ửng hồng, này đôi tỷ đệ vẫn không có triệt để, từ lúc trước trong khiếp sợ hoàn hồn. Diệp Thần Phong chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, lại đi hướng về mặt phía bắc chỗ kia núi nhỏ rồi. Dù sao trong cơ thể hắn linh khí không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hắn chuẩn bị tại phù không thành nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì đối Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên siêu hồn rồi, cho nên hắn cũng biết phù không thành phủ thành chủ ở nơi nào rồi. Hắn mang theo Tào Vân Vi cùng Tào Hà Đông chiêu phủ thành chủ lao đi rồi. Dọc theo đường đi ngược lại là gặp được không ít tu ản người, những này tu ản người đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau. Bọn hắn toàn bộ một mực cung kính cúi đầu, bây giờ phù không thành bá chủ chính là Diệp Thần Phong rồi. Tại Diệp Thần Phong đám người đi tới phủ thành chủ sau. Tại phủ thành chủ cửa vào sớm đã có người đang đợi nghênh tiếp rồi,
xem ra Diệp Thần Phong sự tình tại toàn bộ phủ không thành là không người không biết rồi. Chính là người đi trà mát. Nguyên bản những thành chủ này phủ tu an người, một cách tự nhiên thanh Diệp Thần Phong, cho rằng là tân nhiệm thành chủ rồi. Đối với cái này Diệp Thần Phong cũng không nhiều lời, tuy nói hắn không thích loại này cỏ đầu tường, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi mê chi không gian, hắn không đáng tại phủ không thành đại khai sát giới rồi. Khi tiến vào phủ thành chủ đại sảnh sau đó Diệp Thần Phong để nghênh tiếp người của bọn hắn toàn bộ lui xuống. Tào Tiểu Đông ngược lại là cực kỳ hưng phấn, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này, cho dù đã từng cha mẹ hắn trên đời, hắn chả ở tại phủ không thành thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tính là phủ không thành tầng dưới chót cư dân mà thôi. Bây giờ Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông thức tỉnh rồi linh hỏa thần thể. Căn cứ lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên từng nói, linh hỏa thần thể có thể sắp xếp ra bên trong thân thể tất cả tạp chất. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông phục dụng mê chi không giữa trường sinh thảo, bên trong cơ thể của bọn họ không cách nào ngưng tụ linh khí, kỳ thực đạo đưa bọn họ không cách nào ngưng tụ linh khí, hẳn là chính là trường sinh thảo bên trong tạp chất lưu lại. Chỉ cần Diệp Thần Phong đem linh khí của mình truyền vào hai người bọn họ trong cơ thể, lại tăng thêm bọn hắn chính là linh hỏa thần thể, gần như tại trong vòng 7 tiếng, bên trong cơ thể của bọn họ trường sinh thảo lưu lại tạp chất là có thể triệt để khứ trừ. Diệp Thần Phong để Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông trước tiên ở đại sảnh ngồi một hồi, hắn từ Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang ngày trong ký ức, biết tại phủ thành chủ có một kho báu, hắn chuẩn bị đi trong bảo khố nhìn một chút. Theo trước đó siêu chay đến ký ức, Diệp Thần Phong thuận lợi tiến vào phủ thành chủ bảo khố bên trong, khi tiến vào bảo khố sau, trong lòng của hắn là thất vọng cực kỳ, bởi vì mê chi không giữa tài nguyên khuyết thiếu, này cái gọi là bảo khố, ở trong mắt hắn quả thực chính là rác rưởi. Khi hắn yếu lúc rời đi, con mắt của hắn vi vi ngưng lại, ánh mắt của hắn như ngừng lại dưới góc phải một cái màu bạc hộp kim loại bên trên. Bởi vì khi ánh mắt của hắn dừng lại ở chiếc hộp này thượng thời điểm, trong cơ thể hắn hàn băng kiếm ý, lôi chi kiếm ý, hỏa chi kiếm ý cùng bất khuất kiếm ý liền biến được nhau nhau muốn thử lên. Bởi hiếu kỳ, Diệp Thần Phong hướng về cái kia ngân bạch sắc hộp kim loại đi tới, cái này hộp kim loại cực kỳ trầm trọng. Liền ngay cả mở ra thượng àn cái nắp, cũng làm cho hắn phí hết đại nhất lần sức mạnh. Tại đem ngân bạch sắc trầm trọng cái nắp mở ra sau. Chỉ thấy tại hộp kim loại bên trong có một cái màu tím quyển trục, Diệp Thần Phong nỗ lực muốn đưa tay, đi đem màu tím kia quyển trục lấy ra. Nhưng tay của hắn vẫn không có đụng tới quyển trục. Từ quyển trục bên trong nhất thời có một đạo kiếm khí bén nhọn vọt ra, Diệp Thần Phong nhanh chóng thu tay lại, nhưng vẫn là đã chậm một ít. Tại bàn tay phải của hắn bữa nay lúc xuất hiện một đạo rất sâu vết thương, tiên huyết đang từ trong vết thương không ngừng chảy xuôi mà ra. Này làm cho Diệp Thần Phong lông mày chăm chú vừa nhíu, trong con ngươi vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, xem ra này màu trắng bạc hộp kim loại bên trong màu tím quyển trục rất cổ quái a hát. Chương 2318, lên cấp, thuần túy kiếm ý, đem trên tay phải vết thương ngừng lại sau. Diệp Thần Phong ánh mắt một lần nữa tụ tập đến màu tím trên quyển trục. Trong cơ thể hắn bốn loại kiếm ý liên tục sản sinh một loại nào đó sao động, này bốn loại kiếm ý dường như muốn từ trong thân thể của hắn lao ra bình thường. Xem ra này màu tím quyển trục đối Diệp Thần Phong kiếm ý, có một loại tuyệt đối lực hấp dẫn cực lớn. Màu tím trên quyển trục nổi lên nhàn nhạt hào quang màu tím. Diệp Thần Phong do dự phải hay không lại muốn đưa tay thời điểm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, xem ra này màu tím quyển trục cũng không bình thường, lúc trước hẳn là không có bị người mở ra, liền ngay cả ba vị kia thần vương cảnh thành chủ, bọn hắn cũng chưa từng mở ra quyển trục này. Quyển trục này hẳn là có một loại nào đó hạn chế, nếu trong thân thể ngươi bốn loại kiếm ý nóng lòng muốn thử, như vậy ngươi không cần đi ngăn cản này bốn loại kiếm ý, để này bốn loại kiếm ý theo bàn tay của ngươi tràn ra tới. Sau đó ngươi thử lại đi lấy suốt này màu tím quyển trục. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở sau đó Diệp Thần Phong không lại ức chế trong cơ thể bốn loại kiếm ý, mà là dẫn dắt này bốn loại kiếm ý hướng về tay phải của hắn tập trung mà đi. Rất nhanh, từ bàn tay phải của hắn bên trong, truyền ra bốn loại kiếm ý khí tức. Bàn tay phải của hắn hoàn toàn bị bốn loại kiếm ý khí tức bao vây lấy đồng thời. Bàn tay của hắn lần thứ hai hướng về màu trắng bạc hộp kim loại bên trong màu tím quyển trục với tới rồi. Theo bàn tay của hắn chậm rãi một tấc tới gần,
hắn sự chú ý toàn bộ tập trung vào màu tím quyển trục bên trên, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị thu tay lại, nhưng theo bàn tay không ngừng gần, lần này màu tím trên quyển trục không có kiếm khí lao ra. Tại Diệp Thần Phong thủ trưởng đem màu tím quyển trục nắm trong tay, sau đó từ màu tím quyển trục bên trong bạo phát ra một đạo sáng chói hào quang màu tím. Hào quang màu tím này để Diệp Thần Phong có phần không mở mắt ra được rồi. Đem quyển trục nắm trong tay, sau đó hắn từ từ đem quyển trục từ trong hộp lấy ra, từ phía trên bùng nổ ra hào quang màu tím dần dần nội liễm rồi. Tại ánh sáng hoàn toàn nội liễm sau đó Diệp Thần Phong mới bắt đầu đánh giá trong tay màu tím quyển trục. Này màu tím quyển trục nhìn qua cổ điển cực kỳ, tại của nó mặt ngoài khắc họa từng cái phức tạp ký hiệu. Từ bên ngoài cảm giác không ra quyển trục nội bộ khí tức. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục mở miệng nói, tiểu gia hỏa, xem ra ta cùng lão Hắc suy đoán không sai rồi, quyển trục này nhất định muốn lĩnh ngộ kiếm ý người mới có thể cầm lên. Hơn nữa muốn lĩnh ngộ hai loại hoặc là hai loại trở lên kiếm ý, dựa vào kiếm ý hơi thở bao vây. Cuối cùng mới có thể đem quyển trục này lấy ra. Mà Phù Không Thành ba vị kia thành chủ, bọn hắn hẳn là không có một người là lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, cho nên bọn hắn muốn cầm lấy quyển trục này, lập tức liền sẽ phải chịu quyển trục nội bộ công kích. Hơn nữa nếu như ta cùng lão Hắc không có đoán sai, nếu như là muốn mạnh mẽ hơn cầm lấy quyển trục đồng thời mở ra, từ quyển trục bên trong bùng nổ ra lực công kích hội càng ngày càng to lớn, e sợ ba vị kia thành chủ cũng không cách nào chống đối. Quyển trục này mới sẽ đã đến bây giờ cũng không có bị mở ra. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh dứt tiếng sau, Diệp Thần Phong chậm rãi đem trong tay màu tím quyển trục mở ra. Mở ra quyển trục ước chừng có dài hơn 1 mét, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, bởi vì hắn nhìn thấy mở ra quyển trục bên trong dĩ nhiên là một mảnh trống không, đây chỉ là một quyển trục chưa ghi. Sao lại có thể như thế a hát? Tại Diệp Thần Phong không rõ thời gian, bị hắn mở ra quyển trục bên trong bạo phát ra nhất cổ đâm người sức mạnh. Này làm cho hắn không khỏi đem lỏng tay ra rồi. Buông ra quyển trục mất rơi trên mặt đất. Tại Diệp Thần Phong muốn đem quyển trục một lần nữa nắm lúc thức dậy, này trống không quyển trục bên trong không ngừng có năng lượng mạnh mẽ chấn động lao ra. Sát theo đó, từng thanh trường kiếm màu tím hư ảnh, từ quyển trục chưa ghi bên trong bay ra, mục tiêu thình lình tựu là Diệp Thần Phong. Nhìn thấy từ quyển trục chưa ghi bên trong lao ra từng thanh trường kiếm màu tím hư ảnh. Diệp Thần Phong muốn tránh né, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vội vàng quát bảo ngưng lại nói tiểu gia hỏa. Những này trường kiếm hư ảnh đối với ngươi không có chỗ xấu, khiến chúng nó toàn bộ đi vào thân thể của ngươi bên trong. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau đó Diệp Thần Phong ngưng hẳn tránh né ý nghĩ. Mặc cho trường kiếm màu tím hư ảnh không ngừng đi vào thân thể của mình bên trong. Từ quyển trục chưa ghi bên trong tối thiểu lao ra khỏi mấy vạn thanh trường kiếm màu tím hư ảnh. Này lít nha lít nhít trường kiếm màu tím hư ảnh, toàn bộ chui vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Được này trường kiếm màu tím hư ảnh không vào thân thể bên trong, Diệp Thần Phong cả người có loại cảm giác nói không ra lời, trong thân thể vô cùng khó chịu, nhưng lại phi thường thoải mái, đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn trải nghiệm. Tại hết thảy trường kiếm màu tím hư ảnh toàn bộ đi vào Diệp Thần Phong trong thân thể sau. Toàn bộ trong bảo khố lại khôi phục gió êm sóng lặng. Thật giống vừa vặn chẳng xảy ra cái gì, trên mặt đất màu tím kia quyển trục. Bây giờ cũng sớm đã vỡ thành rất nhiều khối. Diệp Thần Phong trên người là hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt hắn vẻ mặt ngốc trệ mấy giây. Sau đó, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, được này hơn vạn thanh trường kiếm màu tím hư ảnh không vào bên trong thân thể sau. Hắn nguyên bản bên trong thân thể hàn băng kiếm ý lôi chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý dĩ nhiên toàn bộ tăng lên. Hàn băng kiếm ý từ bát giai trực tiếp khóa nhập thập giai. Lôi chi kiếm ý từ bát giai trực tiếp khóa nhập thập giai. Hỏa chi kiếm ý từ bát giai trực tiếp khóa nhập thập giai. Cuối cùng thập giai bất khuất kiếm ý mặc dù nói không có thăng cấp thành trong truyền thuyết kiếm hồn, thế nhưng khoảng cách thăng cấp thành kiếm hồn là tiến hơn một bước. Nhẹ nhàng như vậy ba loại kiếm ý toàn bộ tiêu thăng đến thập giai. Liền ngay cả nguyên bản chính là thập giai bất khuất kiếm ý. Cũng rút ngắn bước vào kiếm hồn thời gian, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói tuyệt đối là thu hoạch lớn rồi. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, lão Bạch lão Hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, quyển trục này bên trong ẩn chứa rất nhiều đối kiếm ý lĩnh ngộ, hẳn là lúc trước một cái nào đó tông môn,
hoặc là mỗ gia tộc làm đệ tử cùng hậu nhân chuẩn bị, chỉ cần hấp thu những này lĩnh ngộ, kiếm ý sẽ có tăng lên, ngươi không phải là đã cảm nhận được sao? Ba loại bát giai kiếm ý toàn bộ tiêu thăng đến thập giai, liền ngay cả bất khuất kiếm ý cũng nhanh yếu hình thành kiếm hồn rồi, ta xem như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bất khuất kiếm ý hình thành kiếm hồn thời gian, đều sẽ tại 2 tháng trong vòng. Hình thành kiếm hồn về sau kiếm ý liền rất khác nhau rồi. Tiểu gia hỏa, trước ngươi lao thẳng đến các loại áo nghĩa phụ gia tại kiếm ý bên trên, ta xem về sau ngươi vẫn là không cần như thế, tuy nói như vậy có thể tăng cường lực công kích, nhưng đây không phải thuần túy kiếm ý, trước đây ngươi không có chạm vào kiếm hồn, kia cũng là không sao cả. Bây giờ ngươi bất khuất kiếm ý hoàn toàn chạm vào kiếm hồn, thậm chí yếu hình thành kiếm hồn rồi, như vậy ngươi còn có 3 loại kiếm ý, cũng là có khả năng hình thành kiếm hồn. Muốn phải mau sớm hình thành kiếm hồn, nhất định muốn thuần túy kiếm ý mới được, tại lần lượt thi triển thuần túy trong kiếm ý, ngươi có thể cảm nhận được kiếm ý cực hạn, như vậy mới sẽ tăng nhanh ngươi mặt khác 3 loại kiếm ý cũng hình thành kiếm hồn. Chính ngươi hảo hảo thể hội một chút đi, các loại bên trong cơ thể ngươi linh khí khôi phục lại đỉnh phong sau đó chúng ta cũng muốn tay rời đi mê chi không gian. Chương 2319, huyết mạch mang tới biến hóa. Tại 3 loại hàn băng kiếm ý lôi chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý toàn bộ tấn thăng đến thập giai. Thập giai bất khuất kiếm ý vừa nhanh yếu hình thành kiếm hồn sau. Diệp Thần Phong một bên giúp Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông trừ đi trường sinh thảo chỗ tích lũy tạp chất, một bên khôi phục trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng linh khí. Sau một ngày, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, bọn hắn có thể một lần nữa bước lên con đường tu luyện rồi. Mà Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí cũng khôi phục được cao nhất. Diệp Thần Phong không muốn tại mê chi bên trong không gian ở lâu. Hắn trực tiếp khống chế trong phủ thành chủ một chiếc linh thuyền, mang theo Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông rời khỏi phủ không thành, hướng về mặt phía bắc nhanh chóng chạy mà đi rồi. Đang khống chế linh thuyền chạy chừng 10 mấy giờ sau. Diệp Thần Phong rốt cục nhìn thấy Đàm Mộc Nhai cùng Sở Quang Thiên trong ký ức chỗ kia núi nhỏ. Đem linh thuyền dừng sát ở núi nhỏ bên cạnh sau. Diệp Thần Phong Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông liền từ linh trên thuyền đi xuống, tại trên ngọn núi thấp quét mắt một vòng mấy lúc sau, rất nhanh sẽ phát hiện một hang núi. Đi vào hang núi sau đó trong đó âm u sâu vô cùng, 4 phía là đưa tay không thấy được 5 ngón. Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, hắn lập tức dùng thanh viêm tới chiếu sáng rồi, dù sao Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng chỉ là người bình thường. Tại hoàn cảnh này dưới, nếu như không có nguồn sáng lời nói, như vậy đối với bọn hắn tới nói vô cùng không tiện. Bên trong hang núi này thông đạo cũng không phải rất dài. Ước chừng đi lại khoảng 10 phút, bọn hắn liền đi tới tận cùng của sơn động. Chỉ thấy tận cùng sơn động trên vách đá, có một cái hắc động lớn, cái hắc động này có thể trực tiếp cho chính là 5 người đồng thời tiến vào. Từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong hắc động sự vật. Cũng không cảm giác được hố đen bên trong bất kỳ đặc thù. Nếu Đàm Mộc Nhai đám người trước đó đều bước vào qua chỗ này hố đen rồi, như vậy tối thiểu trong đó sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Diệp Thần Phong là muốn phải mau sớm trở về Trung Châu rồi, hắn liếc mắt nhìn Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông. Tay phải hắn lôi kéo Tào Vân Vi thủ trưởng, tay trái khoác lên Tào Tiểu Đông trên bờ vai. Hắn nói ra, chúng ta bây giờ liền đi vào. Tại tới chỗ này linh trên thuyền. Diệp Thần Phong đã đem hố đen sự tình đại thể đối này đôi tỷ đệ nói một lần. Này đôi tỷ đệ nghe nói có thể rời đi mê chi không giữa, đi hướng về thế giới bên ngoài rồi. Bọn hắn đều có vẻ không phải hưng phấn. Được lôi kéo tay Tào Vân Vi, gò má nàng hơi đỏ lên. Tại Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông lần lượt gật đầu sau. Diệp Thần Phong mang theo bọn hắn 2 cái trực tiếp tiến vào hố đen bên trong. Ồ một tiếng. Trước mắt tầm mắt chuyển biến. Khi tiến vào hố đen bên trong sau, trong đó cũng là một mảnh rộng lớn không gian, nhưng bên trong vùng không gian này pháp tắc yếu ổn định hơn nhiều, chỉ là tại bên trong vùng không gian này phảng phất được lực lượng nào đó cho cầm cố lại rồi, chẳng trách Đàm Mộc Nhai đám người trước đó một mực không cách nào dựa vào nơi này, cuối cùng triệt để rời đi mê chi không gian. Nhưng để Diệp Thần Phong kinh hỉ, này trong hắc động không gian, dĩ nhiên đối pháp tắc không gian hạn chế hoàn toàn biến mất rồi. Nói cách khác hắn không quang có thể từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy đồ vật, còn có thể tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi.
mang theo Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng không phải làm thuận tiện, đem bọn hắn đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, đây là không thể thích hợp hơn được rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong trong đầu lập tức ý thức hơi động. Một giây sau, Diệp Thần Phong liền dẫn Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới. Đột nhiên đi tới tiểu thế giới, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông kinh ngạc không thôi, Diệp Thần Phong lập tức đối hai người bọn họ nuốt cả quả táo giải thích một lần, này mới khiến cho này đôi tỷ đệ chậm rãi tiếp nhận rồi, nhưng bọn hắn khiếp sợ trong lòng là thật lâu không tiêu tan. Lần này Diệp Thần Phong thực lực không ngừng tăng lên, cuối cùng khóa nhập thần vương cảnh. Hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới lại phát sinh một ít biến hóa to lớn, rõ ràng nhất không gì bằng nơi này linh khí. Bây giờ trong tiểu thế giới linh khí, quả thực là bỏ qua Trung Châu gấp mấy trăm lần rồi. Tiểu thế giới diện tích đã gia tăng rồi rất nhiều rất nhiều. Cao sơn lưu thủy hoa thơm chim hót, tất cả nhìn lên thật giống một cái thế ngoại đào nguyên. Diệp Thần Phong mang theo Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đi tới tiểu thế giới khu nhà ở vực. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh cái này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn đang nhìn đến cha của mình trở về tiểu thế giới sau. Thân ảnh của bọn họ lập tức nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, hung hăng hô, ba 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 ba. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong đã là ba cái phụ thân của hài tử. Diệp Thần Phong nhìn xem trong lồng ngực ba tên tiểu gia hỏa, trên mặt hắn là xuất kỳ nhu hòa, sau đó, thần sắc hắn hơi run run, hắn cảm giác được này ba tên tiểu gia hỏa thực lực hôm nay càng nhưng đã tại hóa thần cảnh một tầng. Hắn lại đem này ba tên tiểu gia hỏa trên cánh tay ống tay áo cuốn lên, làm hắn nhìn thấy này ba tên tiểu gia hỏa trên cánh tay cái kia tráng kiện màu đỏ tơ máu, sau đó hắn là càng thêm kinh ngạc. Này ba tên tiểu gia hỏa không chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh, hơn nữa toàn bộ là chí tôn thập chuyển. Diệp Thần Phong nhớ rõ lần trước tiến vào bên trong tiểu thế giới thời điểm, này ba tên tiểu gia hỏa mới vừa vặn toàn bộ bước vào niết bàn cảnh. Lão Hắc Giang Vận Thiên có chút không bình tĩnh thanh âm. Tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, không nghĩ tới A Hát tiểu tử ngươi huyết mạch sức ảnh hưởng dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế. Tuy nói ngươi thức tỉnh huyết mạch phi thường lợi hại, nhưng ngươi huyết mạch này đối thân nhân sức ảnh hưởng quá khuếch đại đi. Ngươi này ba đứa hài tử thực sự là dựa vào đại thụ tốt hóng gió rồi. Được Lão Hắc như vậy vừa nhắc nhở, Diệp Thần Phong mới nhớ tới huyết mạch chuyện này. Tại Diệp Thần Phong một điều này trong huyết mạch, hắn cái thứ nhất mở ra huyết mạch người, cho nên hắn cho bên người người thân, mang đến sức ảnh hưởng là lớn nhất. Nhưng tại hắn mở ra huyết mạch sau đó, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ đã trải qua thập chuyển, đồng thời khóa nhập hóa thần cảnh, đây là Lão Bạch cùng Lão Hắc trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhớ lúc đầu Diệp Thần Phong trải qua thập chuyển, hắn nhưng là tốn không ít thời gian. Hơn nữa đã trải qua không ít thống khổ, bây giờ nhìn thấy chính mình ba đứa hài tử, trong lòng hắn chỉ có cười khổ. Tại mê chi không giữa thời điểm, Diệp Thần Phong cũng không có cụ thể cảm ứng trong tiểu thế giới tất cả biến hóa. Diệp Phàm non nớt mở miệng nói, ba ba, thực lực của ta đã tại hóa thần cảnh rồi. Diệp Phong cũng không kịp chờ đợi nói ra, ba ba, ta cũng là. Diệp Linh đồng dạng là tranh nhau chen lấn nói, ba 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 ba. Người ta cũng tăng lên tới hóa thần cảnh. Này ba tên tiểu gia hỏa là không kịp đợi tại cha mình trước mặt biểu hiện, thân thể bọn họ bên trong dồn dập đem hóa thần cảnh một tầng thật khí thế để được đưa lên. Một bên Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông là người bình thường, bọn họ là không cảm giác được người tu luyện trong cơ thể khí thế, cho nên vừa vặn tại Diệp Phàm bọn hắn mở miệng sau đó trong lòng bọn họ cũng chỉ là cười cười một chút, bọn hắn chỉ nhận làm cho này ba cái hài tại ăn nói linh tinh. Mà khi Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh đem trong cơ thể khí thế kích phát đi ra sau đó thân là người bình thường Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy, bọn hắn cũng biết hóa thần cảnh một tầng khí thế đại khái cường độ. Này ba cái thí điểm lớn tiểu hài, dĩ nhiên đúng là hóa thần cảnh cường giả. Trong chớp nhoáng này để này đôi tỷ đệ là á khẩu không trả lời được. Chương 2320, rốt cuộc đi ra. Diệp Thần Phong trắng trợn khen ngợi một phen này ba tên tiểu gia hỏa. Trong tiểu thế giới những người còn lại cũng toàn bộ tụ họp lại đây, Diệp Thần Phong cha mẹ của cùng gia gia những này cùng hắn có huyết thống người, thực lực của bọn họ cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ, mặc dù nói không có Diệp Phàm,
Diệp Phong cùng Diệp Linh như vậy khoa trương, nhưng bọn họ cũng toàn bộ bước vào niết bàn cảnh nhất trọng thiên rồi. Đương nhiên huyết mạch không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến huyết thống người, chả sẽ ảnh hưởng đến cùng Diệp Thần Phong có quan hệ nữ nhân. Cho nên Vũ Hiểu Phỉ đám người thực lực cũng trên diện rộng độ tăng vọt, cuối cùng cũng toàn bộ khóa nhập niết bàn cảnh nhất trọng thiên tầng thứ. Chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Này đại khái cũng chính là ý này rồi, phải biết trên đất huyền giới thời điểm, niết bàn cảnh chính là lão tổ cấp bậc cường giả rồi. Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người nhìn thấy Tào Vân Vi sau đó các nàng toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, khi biết Tào Vân Vi cũng không phải Diệp Thần Phong nữ nhân sau đó các nàng mới cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần Phong đem bọn hắn nhanh chóng tăng vào thực lực nguyên nhân giải thích một lần sau, Vũ Hiểu Phỉ bọn người mới xem như là biết rồi nguyên nhân. Tiểu thúc Diệp Đông Kiện vô sỉ lôi kéo Diệp Thần Phong, đi tới một bên, nói ra, Thần Phong, không nghĩ tới huyết mạch còn có như vậy tác dụng to lớn a hát. Tiểu tử ngươi cần phải hảo hảo tăng lên tăng cao thực lực a hát. Để tiểu thúc ta đến thế giới bên ngoài cũng thật tốt huy phong một cái. Đối với cái này luôn luôn phi thường không? Hổ thẹn tiểu thúc, Diệp Thần Phong là chuyện thường ngày ở huyện rồi, trái lại nhớ tới từng ở thế tục giới sự tình, tâm trong tràn đầy quá nhiều cảm khái. Diệp Thần Phong chỉ muốn phải mau sớm rời đi mê chi không giữa, cho nên hắn cũng không có đi thăm dò xem tiểu thế giới biến hóa rồi, tính toán đợi đến rời đi mê chi không giữa sau, hắn lại rút thời gian đi vào kiểm tra một phen. Tại đem Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông giới thiệu cho bên trong tiểu thế giới người nhận thức sau đó Diệp Thần Phong liền lại từ tiểu thế giới bên trong biến mất rồi. Trở về hố đen bên trong không gian Diệp Thần Phong. Hắn một lần nữa cảm ứng lên mảnh này thật giống bị giam cầm đâu không gian, hắn có lúc xác thực mơ hồ, có thể từ nơi này cảm giác được Trung Châu khí tức. Xem tới nơi này hẳn là có thể đi về Trung Châu, chỉ là yếu phá giải ra nơi này cầm cố lực lượng, hoặc là xảo diệu tránh thoát nơi này cầm cố lực lượng. Cuối cùng mới có thể chân chính trở về Trung Châu rồi. Ước chừng cẩn thận cảm ứng mấy canh giờ. Diệp Thần Phong trong đầu cũng không có bất kỳ manh mối. Hắn căn bản không biết nên làm sao rời đi nơi này. Tại đây mấy canh giờ bên trong, hắn cũng là muốn xé rách hư không, tại bên trong vùng không gian này xé ra một vết thương tới, nhưng vùng không gian này lại vững chắc thái quá, dựa vào hắn sức mạnh của hôm nay, căn bản là không cách nào ở nơi này xé rách hư không. Tại không còn cách nào khác sau đó Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, các ngươi có cảm giác suốt cái gì tới sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, ta cùng Lão Hắc đang tại cảm ứng đây. Đã có một điểm đầu mối rồi, lại cho chúng ta một chút thời gian. Nơi này hẳn là rời đi mê chi không giữa then chốt, nếu như ngay cả nơi này cũng không cách nào cho ngươi rời đi mê chi không giữa. Như vậy tại mê chi bên trong không gian muốn lại tìm suốt đi một lần mở địa phương, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Đang nghe được Lão Bạch cùng Lão Hắc đã có chút đầu mối. Diệp Thần Phong hơi chút an tâm một ít, hắn một bên chờ đợi Lão Bạch cùng Lão Hắc, một bên cũng tiếp tục bắt đầu cảm ứng mảnh này vững chắc không gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng lại qua sau 3 tiếng, Lão Bạch cùng Lão Hắc cuối cùng là mở miệng, trong đó Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, chúng ta phát giác một số khác biệt đến. Ngươi hướng về vùng không gian này bên phải phi hành. Diệp Thần Phong cũng không hề hỏi quá nhiều. Hắn chiếu vào Lão Hắc lời nói hướng về bên phải đạp không mà đi. Tại đạp không mà đi số sau 10 phút, Lão Hắc thanh âm lại đột nhiên vang lên, ngừng. Nghe vậy, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại, Lão Hắc tiếp tục nói, tiểu tử, liền ngươi bây giờ chỗ đứng, ngươi thử cẩn thận cảm ứng một cái, trong lòng không nên có bất kỳ tạp niệm. Diệp Thần Phong lập tức nhắm hai mắt lại, hắn đem tất cả mọi thứ đều ném ra sau đầu rồi. Tỉ mỉ cảm ứng chính mình chỗ đứng vị trí biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm giác ra hắn giờ khắc này đứng không gian phi thường bạc nhược. Hoàn toàn không phải những nơi khác có thể so sánh, những nơi còn lại không gian đều là vững như Thái Sơn. Cho dù tập trung hết thảy tinh thần cảm ứng, cũng rất khó cảm ứng được nơi này không gian phi thường bạc nhược, Diệp Thần Phong là ở Lão Hắc nhắc nhở bên dưới. Hắn đơn độc đi cảm ứng chính mình đứng không gian, này mới khiến hắn loáng thoáng cảm ứng được một điểm biến hóa đến. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng, tiểu gia hỏa, thế nào? Phải hay không cảm thấy, người bây giờ chỗ đứng, nơi này không gian là yếu nhất. Chỗ này chỗ yếu nhất,
được còn lại vững chắc khí thức toàn bộ giấu hết, liền ngay cả ta lão hắc đều suýt chút nữa không có đem nơi này cảm ứng được đến, e sợ thần vương cảnh người dựa vào mình là cảm ứng không ra nơi này, cho nên ba vị kia thành chủ mới chậm chạp không có thể ly khai mê chi không giữa, ngươi thử ở nơi này xé rách hư không thử xem. Diệp Thần Phong tại đáp một tiếng sau. Hắn đem trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, thanh thần vương cảnh sức mạnh phát phung tới vô cùng nhuần nhuyễn. Khi hắn chỗ đứng vị trí lần thứ hai thử nghiệm xé rách hư không. Ba, một tiếng. Chỉ thấy Diệp Thần Phong đứng vị trí, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, tại đây đầu vết xước bên trong có một cái màu trắng thông đạo. Lúc này thật sự được Diệp Thần Phong cho xé rách hư không rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy trước mặt cự miệng lớn bên trong hiện ra bạch quang thông đạo, chỉ thấy xé rách vết xước đang nhanh chóng khép lại. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, nhanh chóng đi vào, ta xem lỗ hổng này khép lại một lần, nơi này không gian liền sẽ vững chắc một ít, đến lúc đó ngươi muốn tại xé rách hư không tất nhiên không thể dễ dàng, mặc kệ nơi này là không phải đi về Trung Châu, trước tiên vào xem lại nói. Diệp Thần Phong lập tức tiến vào vết xước bên trong. Tại bước lên hiện ra bạch quang đường hầm không gian sau đó hắn chỉ cảm thấy tại đường hầm không gian bên trong, song dưới chân có phần phù phiếm vô lực. Ngoài ra, này đường hầm không gian cũng không có cái khác chỗ đặc thù rồi. Diệp Thần Phong dọc theo đường hầm không gian một đường cắn răng tiến lên, khắc chế hai chân bên trong phù phiếm cảm giác. Tại này đường hầm không gian bên trong suốt kỳ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Tại ước chừng đi lại sau 4 tiếng. Diệp Thần Phong tới chỗ này không gian cuối lối đi, hắn muốn cảm ứng một phen thời điểm, từ phần cuối bên trong bạo phát ra nhất cổ tia sáng chói mắt, cảnh này khiến con mắt của hắn không tự chủ được nhắm lại, thân thể của hắn cũng cảm thấy nhất cổ sức lôi kéo, hắn căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Đợi đến Diệp Thần Phong cảm giác khôi phục lúc an tĩnh. Hắn từ từ mở mắt ra, chỉ thấy mình xuất hiện tại một mảnh to lớn hồ nước màu xanh lam bên, cảm ứng linh khí trong trời đất. Nơi này linh khí cùng Trung Châu hầu như tương đồng. Đang nhìn chung quanh hoa cỏ cây cối, nơi này tuyệt đối không phải là mê chi không gian, hắn hẳn là triệt để rời đi mê chi không giữa, chân chính trở về Trung Châu rồi. Hắn rốt cục từ mê chi bên trong không gian chạy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.